vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 6. Bà xã. Sở Trần gật đầu cười hướng Tống Nhan. Tống Nhan. Đến lúc nào rồi mà tên này có vẻ tâm tình vẫn tốt vậy? Hoàng Ngọc Hải háo hức muốn thấy Sở Trần làm trò hề, anh ta vội vàng chuẩn bị bút, mực và giấy. Sở Trần, bắt đầu màn biểu diễn của cậu đi. Hoàng Ngọc Hải chế nhạo. Nhà họ Hoàng quá keo kiệt. Hạ Bắc không nhịn được nói. Anh còn không chuẩn bị được cho Tiểu Trần một cái bàn sao? Không cần. Sở Trần một tay nắm lấy đầu tờ giấy, nói ngay lập tức, Tiểu Thu, đi với tôi. Sở Trần bật dậy và nhảy lên lôi đài làm bằng cây trúc một lần nữa. Tống Thu phản ứng ngay lập tức, cầm lấy đầu kia tờ giấy, đi theo Sở Trần. Sở Trần cắm tờ giấy vào một cây trúc bên trên và cố định nó lại, đồng thời Tống Thu cũng cố định phần dưới tờ giấy. Đám đông náo động. Sở Trần đang làm gì đó bí ẩn, có lẽ nào cậu ấy muốn viết một bức chữ như thế này? Dạng này viết ra chữ có thể nhìn được sao? Công phu của Sở Trần rất tốt, nhưng chữ viết không phải là công phu. Sở Trần chân ở nơi cao, gió thổi. Lồng lộng, tờ giấy phát ra tiếng động. Tiểu Thu, bút và mực. Trong trận chiến hôm nay, Tống Thu đã sớm bị Sở Trần chinh phục. Trong lòng hắn có chút chờ mong, có lẽ bức chữ này, thật như lời Hạ Thiếu Gia nói, là từ trong tay Sở Trần viết ra. Không chút do dự, Tống Thu bước lên, cầm lấy bút mực, ngẩng đầu lên, anh rể, bắt lấy. Tống Thu ném bút mực lên. Sở Trần dễ dàng bắt lấy, ngẩng đầu quét qua đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Hoàng Giang Hồng. Lão gia tử, thật là bêu xấu rồi. Sở Trần thân thể nhảy lên, một đường hướng xuống, đồng thời vung bút, đồng thời thân thể hướng xuống, trong tay chi bút, giống như long du thương khung, lấp lánh thế gian. Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười. Sở Trần tốc độ quá. Nhanh, trong nháy mắt hoàn thành nửa câu đầu. Nhìn một màn này, đôi mắt của Hoàng Giang Hồng hiện lên một tia kinh ngạc. Gần như có thể nói chỉ là một tờ giấy treo lơ lửng trên không, không cách nào mượn sức để viết, nhưng Sở Trần xem như không bị ảnh hưởng chút nào. Chữ của hắn vẫn như cũ đầy cứng cáp hữu lực, ý cảnh thâm thúy, tạo cho người ta cảm giác đang nói cười trong thiên hạ. Không thắng nhân gian một cơn say, viết xong, liền đáp xuống đất. Hiện trường yên tĩnh như chết. 14 chữ, giống như một cỗ uy lực đâm vào tâm hồn mọi người. Trước những nghi ngờ, Sở Trần thẳng tay tát vào mặt tất cả mọi người một cái. Thậm chí, mọi người đều đồng tình rằng những dòng chữ trước mắt ý cảnh cao hơn và ý nghĩa hơn những dòng chữ bị Sở Trần. Xé nát. Đây là những gì trước mặt người toàn thành phố, Sở Trần dùng cách độc nhất vô nhị nhất thể hiện ra. Đầy đủ chân quý. Ngay cả khi ai đó nói rằng bức chữ này đáng giá ngàn vàng, cũng không ai sẽ phủ nhận nó. Tống Mục Dương sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai chân yếu ớt, đứng không vững, trực tiếp ngã xuống đất. Hôm nay hoàn toàn đã xúc phạm nhà họ Hoàng, ngoài ra hắn rất biết tính khí của phụ thân hắn, chiều cuối vừa rồi, Tống Mục Dương chính là kéo cả nhà họ Tống xuống nước chôn cùng. Nhà họ Tống chắc chắn sẽ không thể dung được bọ nhắn. Sự kiện trọng đại này hoàn toàn khác với cái kết mà họ tưởng tượng. Đồng dạng cảm giác không thể nào tiếp nhận được còn có rất nhiều người, Vinh Đông nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đều. Giận đến đang phát run. Diệp Thiếu Hoàng nóng lòng muốn bóp nát nắm đấm của mình. Hoàng Ngọc Hải khuôn mặt giễu cợt đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cảm giác gương mặt có loại nóng bỏng tư vị, bị đánh mặt cảm giác, rất khó chịu. Hạ Bắc cười tâu toét, không quên nhắc nhở. Ngọc Hải, Tiểu Trần đã chứng minh được thực lực của mình, khi nào tiền của anh mới được chuyển tới tôi? Mặt Hoàng Ngọc Hải đỏ bừng, hắn chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy. Anh rể, anh thật là tuyệt vời. Tống Thu vô cùng kích động, nhìn Sở Trần đôi mắt đầy sao nhỏ, sùng bái. Sở Trần bước tới không thèm nhìn những người khác, nắm tay Tống Nhan, đi thôi bà xã, chúng ta về nhà đi, nơi này không còn gì vui cả. Sau đó... Anh ta mặc kệ những người khác, nắm tay Tống Nhan. Xoay người rời đi. Chờ một chút. Hoàng Giang Hồng ngăn lại Sở Trần. Đêm nay, yến tiệc tại dinh thự Hoàng gia, vợ chồng cậu nhớ tới tham gia. Sở Trần dừng lại, nhìn Tống Nhan, bà xã, em nghĩ như thế nào? Tống Nhan khóe miệng kéo lên, lời mời của Hoàng lão gia tử, lại có người sẽ từ chối ư. Lúc này, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Lời nói của Sở Trần trực tiếp khiến Tống Nhan trở thành tâm điểm của toàn trường. Tống Nhan chỉ có thể gật đầu về phía Hoàng Giang Hồng và thay Sở Trần trả lời, Sở Trần và tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Buổi lễ mãn nhãn đoạt thanh đã đến hồi kết thúc. Sở Trần trở thành người chiến thắng lớn nhất. Kỹ năng văn chương cùng võ thuật đã đánh đổ hoàn toàn ấn tượng của cả thành phố về người con rể ngu ngốc nhà họ Tống này. Khi Sở Trần nắm tay Tống Nhan rời đi, anh đã nhận được sự chú ý của toàn trường. Hỗn loạn với nhiều thái độ khác nhau. Nhiều thiếu nữ nhìn Tống Nhan với ánh mắt ước mơ và ghen tị. Sở Trần không phải kẻ ngu gì, hắn rõ ràng là tuyệt thế nam tử, văn võ song toàn, hắn nhất định là vì Tống Nhan nên mới bằng lòng làm con rể nhà họ Tống, hắn còn nguyện ý để mọi cười chê là kẻ khờ khạo trong 5 năm. Sở Trần thật là một kẻ si tình. Tống Tam Tiểu Thư thật sự quá hạnh phúc. Chuyện này nhất định sẽ trở thành một giai thoại ở thiền. Thành. Tống Nhan lái xe, Sở Trần đang ngồi trên ghế phụ, khi mà sắp tới nhà họ Tống, điện thoại di động của Sở Trần kêu lên. Tiểu Trần, tiền tới rồi. Giọng Hạ Bắc hưng phấn, cậu nói xem, chúng ta sẽ ăn mừng như thế nào. Hạ Bắc cười ha ha, tâm trạng đơn giản là quá thoải mái. Vụ việc, Sở Tiểu Mật, khiến hắn trở thành trò cười, thậm chí còn khiến gia đình hắn hoảng hốt và đưa ra lời cảnh báo. Hôm nay, tiếng hót kinh người của Sở Trần không chỉ kinh diễm thiền thành, mà còn khiến Hạ Bắc mở mày mở mặt. Điều này cho thấy chỉ có anh ta, Hạ Bắc, mới có thể nhìn thấy sự bất phàm của Sở Trần. Hạ Bắc nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc ở đầu dây bên kia khi anh ta vừa gọi điện báo cáo kết quả của Thái Thanh Thịnh Điển, Hạ Bắc nhìn không được không khỏi muốn bật cười. Bắc ca làm chủ đi. Sở Trần bây giờ cũng đã là kẻ giàu có, ngạo nghễ nói, bất cứ nơi nào ở Thiền Thành, không có vấn đề gì. Tống Nhan vừa lái xe, nhìn không được nghiêng mắt nhìn qua Sở Trần. Một ăn 20. 1 triệu vay từ Hạ Bắc ngay lập tức trở thành 20 triệu của chính anh ta. Tiền của Sở Trần đến cũng quá nhanh. Tuy nhiên, Tống Nhan cũng biết rằng số tiền này không phải ai cũng có thể kiếm được. Anh đã sớm dự định sẽ tự mình ra trận đúng không? Tống Nhan không khỏi hỏi, vậy tại sao ngay từ đầu anh không phối hợp với Tiểu Thu? Nếu mà như vậy, làm sao anh có thể dẫn rắn ra khỏi lỗ? Sở Trần mỉm cười, Tống Mục Dương một nhà từ trước đến nay. Không phục chúng ta, lần này Thái Thanh Thịnh Điển, tại toàn thành, là một cơ hội tốt thể hiện, bọn hắn vậy mà chủ động thỉnh cầu, phụ trợ Tiểu Thu, không khỏi quá mức khác thường. Sự việc Hắc Phu Linh Xà, Sở Trần không nói cho Tống Nhan, dù sao, liên quan với sự tình kỳ môn, Tống Nhan cũng chưa chắc sẽ tin. Điều tôi không ngờ là bọn họ muốn giết chết Tiểu Thu. Tống Nhan nắm chặt tay lái, đôi mắt lóe lên vẻ ủ rũ. Anh tin tưởng lão gia tử sẽ xử lý tốt, Sở Trần nói. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần. Trong 5 năm qua, dưới sự hướng dẫn của Trương đạo trưởng, gia đình họ Tống đã hồi sinh nhờ vận may do Sở Trần mang lại. 5 năm sau, khi thỏa thuận hôn nhân với Sở Trần lẽ ra phải chấm dứt, lại là trời xui đất khiến, phát sinh các loại sự tình. Không ngờ cuối cùng Sở Trần lại cứu vớt nhà họ Tống. Nếu không phải có Sở Trần ngày hôm nay, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cảm ơn anh, Sở Trần. Tống Nhan nói. Sở Trần xua tay, giữa vợ chồng, đừng có khách sáo. Tống Nhan mặt đỏ bừng. Mặc dù cô và Sở Trần trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng cô sẽ không chỉ vì sự nhất thời kinh diễm mà yêu hắn. Trở về nhà, Tống Nhan pha một ấm trà, sau đó hai người trò chuyện. Lễ khai mạc của Kim Than Thành vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, cuộc thi đoạt thanh chỉ là một phần trong đó. Những người còn lại họ Tống không có kiêu ngạo như Sở Trần mà rời buổi lễ sớm, điều tức hơn nữa là khi Sở Trần rời buổi lễ, lại bị lão gia tử nhà họ Hoàng ngăn lại, mời đi dự yến tiệc buổi tối trong dinh thự Hoàng gia. Bà xã, em nghĩ lão gia tử sẽ làm gì với nhà Tống Mục Dương? Sở Trần hỏi. Trục xuất khỏi nhà họ Tống. Tống Nhan nói. Tiểu Thu suýt chút nữa đã bị bọn họ giết chết. Cho đến cuối cùng, bọn họ vẫn là ôm mộng tưởng cá chết lưới rách, ôm cả nhà họ Tống cùng chết. Ông nội không thể tha thứ cho bọn họ. Bọn họ sẽ cam tâm chịu phạt sao? Sở Trần cười, tứ kiệt nhà họ. Tống, thế nhưng đều có lý tưởng rộng lớn a. Tống Nhan khẽ cau mày. Sở Trần nhấp nhẹ một ngụm trà, tay nghề pha trà của vợ ta càng ngày càng tốt, hương trà tỏa ra, liền có thể hấp dẫn cả mấy con chó mèo. Tống Nhan giật mình.
Lúc này, trên bậc thang phía trên vang lên một tràng cười. Quả thực là anh hùng xuất thiếu niên, vậy mà có thể phát giác ra. Bần đạo. Một người đàn ông mặc áo choàng đen, toàn bộ khuôn mặt được che bằng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt sắc lạnh, nhàn nhã tản bước, bước xuống, hắn tới gần chỗ Sở Trần mới dừng lại, khó trách có thể áp đảo quần hùng, giành vị trí quán quân trong cuộc thi đoạt thanh. Ông là ai? Tống Nhan giật mình. Sở Trần nở nụ cười, người tới là khách. Sở Trần bưng một chén trà lên, rót một chén trà, đặt xuống, mời dùng trà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống gia, Tống Thiên Dương một nhà xác định sẽ diệt vong, chỉ bằng một mình cậu làm sao có thể chống đỡ. Cậu tên là Sở Trần đúng không? Từ giờ trở đi, cậu hãy rời khỏi nhà họ Tống, đây là lời khuyên của bần đạo dành cho cậu. Tống Nhan sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng cảm thấy rất luồng khí lạ và lạnh lùng từ người đàn ông mặc áo choàng đen. Không tự chủ được, cô tiến tới gần Sở Trần. Ngươi hẳn là độc sư bên cạnh. Tống Khánh ưng. Sở Trần nhàn nhạt nói. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, người cũng được coi là một giang hồ lão làng, tại sao lại muốn giúp đám người nãy nhà họ Tống, hơn nữa ở sau lưng còn làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Người có ý đồ gì? Hắc y nhân ánh mắt càng ngày càng lạnh, đột nhiên phất tay áo, một luồng khí tức vô hình phóng ra. Sở Trần đột nhiên để chén trà trong tay xuống, trước mặt dường như xuất hiện một bức tường vô hình, ngăn cản luồng khí xâm nhập. Lão gia hỏa, đây không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện phóng thuốc độc. Sở Trần trầm giọng nói. Khuôn mặt của Hắc Y Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ta liếc nhìn vị trí các tách trà trước mặt Sở Trần, kỳ môn trận pháp. Người vậy mà là đệ tử của kỳ môn. Ngay khi lời nói đó rơi xuống, Tống Nhan không khỏi nhìn Sở Trần. Trong tiềm thức, cô tự hỏi liệu Sở Trần có phải là đệ tử được. Trương đạo trưởng bí mật thu nhận khi anh còn ở nhà họ Tống hay không. Nhưng mà, cô lại nhớ tới lời của Sở Trần, xét về xem tướng bàn tay. Trương đạo trưởng không bằng hắn. Tên ngốc Sở Trần này rốt cuộc có lai lịch gì? Ta cũng cho ngươi một lời khuyên. Sở Trần nói, cút đi, ngươi không đủ tư cách ở đây dương oai, đừng quấy rầy ta cùng phu nhân. Uống trà. Hắc Y Nhân ánh mắt lóe một tia lạnh lùng, ống tay áo của hắn chợt phất, đột nhiên, ngân châm màu bạc nhanh chóng bắn ra. Kim sắc bạc xẹt qua, ẩn chứa khí tức kinh người. Tống Nhan sắc mặt đại biến. Sở Trần đập mạnh mặt bàn, mấy tách trà trên bàn đột nhiên bắn lên. Keng, 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 vài âm thanh giòn giã vang lên, tất cả những chiếc kim bạc đã bị mấy tách trà chặn lại. Hắc Y Nhân sửng sốt, lúc này mới ý thức được Sở Trần uy lực lớn như thế nào, vừa định xoay người rời đi, thế nhưng Sở Trần lại không cho hắn cơ hội nữa. Vừa rồi lời khuyên là do ngươi không muốn. Giọng nói của Sở Trần như ác mộng vang vào bên tai tên Hắc Y Nhân. Độc sư áo đen lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cường. Hoành tới gần mình, sắc mặt đại biến, trong lòng rung động dữ dội. Hắn nghe được tin tức, Sở Trần liên tiếp đánh bại cường giả và giành vị trí đứng đầu của cuộc thi. Hơn nữa, hắn cực kỳ tự tin vào độc dược của mình, nhưng không ngờ rằng Sở Trần chỉ bằng một vài tách trả lại có thể dễ dàng hóa giải độc công của hắn. Điều này có nghĩa là thực lực của Sở Trần đã vượt xa hắn. Hô, một trận gió hướng về phía độc sư áo đen lao tới, độc sư áo đen cũng không ngồi yên, bình tĩnh đáp lại đòn tấn công của Sở Trần, đồng thời quát lạnh một tiếng, Sở Trần, làm người nên lưu lại một đường, hôm nay cậu thả tôi đi, tôi hứa với cậu, sẽ rời khỏi nhà họ Tống ngay lập tức, không đặt chân đến thành phố Thiền Thành nửa bước. Tôi không có thói quen cho đối thủ có cơ hội thứ hai. Sở Trần giọng bình tĩnh, vừa rồi hai loại độc, đều là độc chí mạng, trong mắt các hạ. Mạng người coi như cỏ rác vậy. Sở Trần vung nắm đấm, tấn công trên người tên độc sư áo đen. Thân thể tên độc sư áo đen bay văng ra, nặng nề ngã xuống cầu thang. Sở Trần thân thể nhảy xuống theo, để lại một câu, bà xã pha trà ngon, anh đi một lát rồi về. Thân thủ nhanh nhẹn như một con linh hầu, trong nháy mắt hắn đã tới gần tên độc sư áo đen. Con người của độc sư áo đen chấn động. Hắn thậm chí còn không cảm giác được, thực lực của Sở Trần rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Ta chính là đệ tử của Vạn Độc Môn, nắm đấm của Sở Trần đập mạnh vào miệng của tên độc sư áo đen, trong tích tắc, máu bắn tung tóe, một vài chiếc răng đã bị đánh văng ra, toàn bộ khuôn mặt dường như biến dạng, người nằm sạp trên mặt đất. Cho dù có là lão tổ của Vạn Độc Môn dám động thủ với vợ ta,
ta cũng không tha cho hắn, ngươi có tin không? Sở Trần cất bước lại gần vị độc sư áo đen. Độc sư áo đen chịu đựng cơn đau rát truyền đến từ khuôn mặt, ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Sở Trần. Hắn không biết mình đã trêu chọc phải sát tinh nào, thậm chí anh ta còn không sợ vạn độc môn. Là do đối phương vô tri hay căn bản không biết sự đáng sợ của vạn độc môn, hay hắn là tên điên không biết sợ. Tuy nhiên lúc này, độc sư áo đen không có thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn lùi lại nói, hãy bỏ qua cho tôi lần này đi. Đừng lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Sở Trần thân hình vừa động, đột nhiên hắn vung tay lên, liên tiếp vỗ mấy cái vào huyệt đạo trên người tên độc sư áo đen. Độc sư áo đen phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, oán hận cùng sợ hãi từ tận nội tâm của hắn. Sở Trần vậy mà đã phế bỏ độc công của hắn. Chỉ dùng một vài động tác đánh tay tưởng chừng dễ dàng, vậy mà thực sự đã đem một thân độc công của hắn phế bỏ. Hắn một thân khổ tu mấy chục năm, tan thành hư vô. Ngươi, độc sư áo đen ngồi phịch xuống đất, trong lòng khó tin, hai mắt vô hồn, ngươi làm như thế nào? Độc công của vạn độc môn, người ngoài sao có thể phế bỏ? Trong mắt độc sư áo đen, chỉ có nhân vật cấp bậc trưởng lão của vạn độc môn mới có thể làm được điều này. Cho dù Sở Trần có năng lực giết chết hắn, cũng không thể phế bỏ độc công của hắn. Nhưng trên thực tế, Sở Trần lại dễ dàng phế bỏ nó. Chỉ là thủ đoạn phế bỏ độc công, có thể làm khó ta sao? Sở Trần nhìn độc sư áo đen. Nếu như ta không có thực lực, người ngã xuống đất bây giờ chính là vợ chồng ta. Phế đi độc công của ngươi có thể coi là quả báo của ngươi, nếu không đồng ý, ngươi có thể trở về vạn độc môn, để môn chủ của ngươi tới gặp ta. Sở Trần chắp tay sau lưng nhàn nhạt, cút đi. Độc sư áo đen chật vật đứng lên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Trần, đáy mắt sâu kìm nén sự oán hận. Mọi thứ của hắn đều bị hủy trong. Tay người thanh niên trước mặt này, làm sao có thể không hận. Độc sư áo đen nghiến răng, xoay người rời đi. Sở Trần quay đầu nhìn lại, thấy Tống Nhan đã đi xuống lầu, không khỏi giật mình, vợ, sao em lại xuống đây? Tống Nhan nhìn về hướng độc sư áo đen rời đi. Ánh mắt của cô không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, hắn rõ ràng rời đi mang theo rất nhiều oán hận, sẽ không quay lại trả thù anh chứ. Độc công của hắn đã bị anh phế, cho dù có khôi phục lại, chỉ sợ ngay cả Tiểu Thu đều đánh không lại. Sở Trần cười, nếu hắn trở về gọi viện binh, cũng không cần quá lo lắng, chồng em có 9 vị sư phụ, mỗi người đều là sự tồn tại mà chỉ cầm nhổ một miếng nước bọt đã có thể nhấn chìm vạn độc môn. Tống Nhan. Sở Trần lần đầu tiên nói hắn có 9 vị sư phụ, lúc đó Tống Nhan cảm thấy Sở Trần là đang khoác. Lác. Nhưng hôm nay Sở Trần biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, Tống Nhan liền có chút tin tưởng. Đương nhiên, Sở Trần nói câu sau cùng, Tống Nhan cảm thấy Sở Trần nói quá nhẹ nhàng đi. Tống Mục Dương một nhà khoảng thời gian này ngơ ngoe muốn động thủ, một trong các nguyên nhân, chính là có tên độc sư này làm chỗ dựa sau lưng. Hiện tại tên độc sư đã không còn, Tống Mục Dương một nhà. Coi như nghĩ chó cùng rứt dậu, cũng lật không nổi. Sở Trần cười nói. Về phần Hắc Phu Nhất Phái sau lưng Tống Khánh Hạc, Sở Trần cũng không thèm để ý tới. Cửu Huyền Môn, vốn là thiên hạ đệ nhất môn phái, Hắc Phu Nhất Phái thì tính là gì? Tống Nhan nhìn Sở Trần, trong sâu thẳm nội tâm cô trào dâng một cảm giác an toàn. Nếu không có Sở Trần, nhà họ. Tống. E rằng không thể vượt qua kiếp nạn này. Tống Nhan chưa bao giờ nghe nói về sự tồn tại của vạn độc môn. Vừa rồi, hình ảnh Sở Trần vỗ bàn tung các tách trà để chặn lại kim bạc một cách thần kỳ, nó đang hiện lên trong đầu Tống Nhan. Công phu của Sở Trần có vẻ hơi khác so với công phu mà cô ấy thường thấy trong các võ quán. Sở Trần trông tiêu sái phiêu giật, nhưng mà uy lực của nó là thứ cô chưa từng thấy trước đây. Ngay cả sư phụ Hoàng Thế Hùng cũng không thể đánh bại anh ta. Điều này có nghĩa là, với thực lực của Sở Trần, không mấy người trong toàn bộ Thiền Thành có thể so sánh với hắn. Buổi trưa, lễ khai mạc của Kim Than Thành kết thúc. Gia đình nhà họ Tống đã trở về. Tại thời điểm đó, Sở Trần và Tống Nhan cũng đi ngang qua. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Sở Trần, nhất thời không giấu được sự phức tạp. Không ai trong số họ nghĩ rằng đứa con rể ngu ngốc mà bọn họ đã chế giễu suốt 5 năm trời, ngày hôm nay đã cho mọi người một bài học. Vừa nghĩ đến việc bản thân từng giễu võ Dương Oai trước mặt Sở Trần, bọn họ đều cảm thấy gương mặt nóng bừng bừng. Anh rể,
Ngược lại là Tống Thu vui vẻ gọi. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Sở Trần, nhất thời không giấu được sự phức tạp. Không ai trong số họ nghĩ rằng đứa con rể ngu ngốc mà bọn họ đã chế giễu suốt 5 năm trời, ngày hôm nay đã cho mọi người một bài học. Vừa nghĩ đến việc bản thân từng giễu võ Dương Oai trước mặt Sở Trần, bọn họ đều cảm thấy gương mặt nóng bừng bừng. Anh rể. Ngược lại là Tống Thu vui vẻ gọi. Một tiếng anh rể rất sảng khoái, trực tiếp bước tới đứng ở bên cạnh Sở Trần. Ngay từ khi Sở Trần đưa cậu giành chức vô địch, Tống Thu đã biến thành Ian Boy của Sở Trần. Sở Trần mỉm cười nhìn về phía cửa lớn. Tống Mục Dương cùng bốn người con trai lúc này bước vội vàng, thân hình chật vật, vẻ mặt khó xử tới cực điểm. Ánh mắt của bọn họ đầu tiên là nhìn về phía Sở Trần, cưỡng chế. Mà đè nén hận ý trong lòng. Theo bọn họ nghĩ, Tống Thiên Dương một nhà chỉ là một con cừu nhỏ, không nghĩ tới, vậy mà ẩn giấu đi Sở Trần bậc này hùng sư, bảo vệ nhà họ Tống một cách chu toàn. Nếu không có Sở Trần, bọn họ đã không bị đi đến bước này. Quỳ xuống. Tống Mục Dương quát bốn con trai, đồng thời bân thơ dẫn đầu quỳ xuống hướng Tống Trường Thanh, cha, chúng con biết sai. Rồi, chúng con nguyện ý chấp nhận gia pháp, chúng con chấp nhận bị đánh, không một câu oán hận. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào gia đình năm người của Tống Mục Dương. Năm người quỳ xuống trước Tống Trường Thanh với một thái độ thành khẩn. Bốn anh em Long Ưng Bằng Hạc thậm chí còn quỳ dập đầu, ông nội ơi, chúng cháu đều biết mình sai rồi. Tống Thiên Dương khẽ nhướng mày. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên, đương nhiên hắn biết mục. Đích của nhà Tống Mục Dương, bọn họ đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ trong lễ khai trương Kim Thanh Thành. Độc sư là quân bài cuối cùng của bọn họ, nhưng cũng đã bị phế bỏ. Họ vẫn muốn ở lại nhà họ Tống để không phải trở thành những con chuột vô gia cư chạy qua đường, chỉ còn lại tia hy vọng cuối cùng là tình thân. Dùng thân tình để xúc động Tống Trường Thanh. Tống Thiên Dương một nhà nhìn nhau với biểu cảm không mấy. Thiện cảm. Kể từ sau khi bọn họ cố gắng giết Tống Thu, hai bên đã được định sẵn không còn tình thân. Tống Thu là nam đinh duy nhất trong dòng dõi của Tống Thiên Dương. Bất quá, số phận cuối cùng của Tống Mục Dương một nhà vẫn là nằm trong tay Tống Trường Thanh. Tống Trường Thanh đang ngồi trên ghế salon, phía sau là linh bài của tổ tiên nhà họ Tống, uy nghiêm trang trọng. Lúc này Tống Trường Thanh như cũ có chút cổ quái, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Tống Mục Dương, quy củ của Tống gia, vị trí gia chủ, người có năng lực mới đảm nhiệm. Nhưng mà... các người đã quên điều kiện tiên quyết rồi sao? Nhà họ Tống, tuyệt đối không được phép cạnh tranh hung ác, một khi vi phạm, nhẹ thì xử theo gia pháp, nặng thơ trực tiếp xóa khỏi gia phả nhà họ Tống. Thanh âm rơi xuống như sét đánh ngang tai, cả nhà Tống Mục. Dường như bị sét đánh, toàn thân run rẩy dữ dội. Ông nội ơi, cháu đã biết sai rồi, cháu xin ông nội cho chúng cháu một cơ hội. Tống Khánh Hạc nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống. Hướng phía Tống Trường Thanh dập đầu. Ông nội ơi, chúng cháu tâm trí nhất thời bị ma ám, chúng cháu đã biết mình sai. Tống Khánh Ưng liên tục nói. Cha, hãy nghe con giải thích. Tống Mục Dương nói, vài ngày trước, một độc sư không rõ lai lịch xuất hiện trước mặt Khánh Ưng và dùng nhiều lời lẽ lợi ích để mê hoặc Khánh Ưng. Tất cả mọi chuyện, đều là tên độc sư không rõ lai lịch kia bày kế. Sự tình hôm nay sau khi bại lộ, độc sư hắn liền mất tích. Đủ rồi. Tống Trường Thanh đập bàn, trợn tròn mắt nhìn đám người bọn họ. Lập tức bọn câm như hến. Chỉ bằng một câu, các người liền đổ hết trách nhiệm cho một tên độc sư không rõ lai lịch sao. Hai mắt Tống Trường Thanh bừng bừng lửa giận, lũ các người thật ác độc, không ngờ lại lợi dụng cuộc thi đoạt thanh để dồn tiểu thu vào tử địa, trong mắt các ngươi còn có gia quy Tống gia. Còn thân tình Tống gia. Mấy ngày trước, độc châm trên roi dài của gia quy cũng là bút. Tích của các ngươi đi. Thân thể Tống Mục Dương khẽ run lên. Hôm nay dùng cũng là độc châm. Cả hai kết hợp lại, không có bất cứ nghi vấn nào. Bọn họ tuyệt đối không thừa nhận. Là tên độc sư, chính tay hắn đặt độc châm vào roi. Tống Khánh Ưng vội vàng nói. Tống Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, quay lại nhìn bài vị của tổ tiên, thắp ba nén hương rồi lấy xuống một cuốn gia phả cổ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Từ khi gia quy của Tống gia được chế định đến nay, đời đời kiếp kiếp, tất cả đều tuân theo. Tuy nhiên, chưa bao giờ có một người con cháu nhà họ Tống nào bị xóa tên khỏi gia phả vì vi phạm các quy tắc của gia đình. Tống Trường Thanh chậm rãi lật qua cuốn gia phả,
trên cuốn gia phả của ta, có rất nhiều người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Bọn họ đều dựa vào thực lực của bản thân, lưu lại truyền kỳ trong giới kinh doanh, cuốn gia phả này không thể bị làm bẩn. Tống Trường Thanh cầm lấy cây gia phả, đối mặt với nhà Tống Mục Dương lớn tiếng nói, Tống Mục Dương, cha hỏi con, hành động của con hôm nay có xứng với liệt tổ liệt tông nhà họ Tống không? Cha, Tống Mục Dương đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi trong lòng. Tống Trường Thanh cầm bút lật lên một trang của cuốn gia phả. Liệt tổ liệt tông của nhà họ Tống ở trên. Hôm nay Tống Trường Thanh đầm 5 người con nhà họ Tống trục xuất ra khỏi Tống gia, kể từ đây xóa sổ khỏi gia phả nhà họ Tống. Tống Trường Thanh trên gia phả liền vạch 5 nét bút. Sự tuyệt vọng và cầu khẩn của cả nhà Tống Mục Dương đã hoàn toàn vô ích, hết thảy đã thành kết cục đã định. Ông nội, ông không công bằng. Tống Khánh Long đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn to đỏ bừng, tức giận gầm lên, năm đó, Tống Thiên Dương hại chết mẹ cháu, không phải đã vi phạm gia quy sao? Tại sao không trục xuất ông ta ra khỏi nhà họ Tống? Ngược lại còn để Tống Thiên Dương làm gia chủ nhà họ Tống. Thật nực cười. Lúc này, Tô Nguyệt tức giận cười lớn, hồi đó mẹ cậu đang mang thai con út thì đột nhiên trở dạ sinh non. Lúc đó, chính là Thiên Dương nhà chúng ta đã đích thân lái xe đưa mẹ cậu đến bệnh viện. Cuối cùng, bác sĩ nói, người mẹ và đứa bé chỉ có thể cứu một người, Tống Mục Dương khi đó thậm chí còn không đến bệnh viện, hắn chỉ gọi điện thoại đến và quyết định cứu cậu, Tống Khánh Bằng. Bốn anh em nhà Tống Mục Dương sắc mặt đột nhiên tái mét. Tất cả đều nhìn về phía Tống Mục Dương. Bao năm qua, ân oán chôn chặt trong lòng bọn họ hóa ra chỉ là giả. Tống Thiên Dương chưa bao giờ làm hại mẹ của bọn họ. Cơ thể Tống Mục Dương khẽ run lên, một lúc lâu sau, đột nhiên mở to mắt, vợ tôi vô duyên vô cớ tại sao lại sinh non. Khẳng định là các người thừa dịp cả nhà chúng ta đều không ở nhà, bày ra thủ đoạn, các người tự cho là làm việc không chút kẽ hở, mới nói lời hùng hồn như thế. Tống Trường Thanh xua tay, trước khi mặt trời lặn tối nay, các người bắt buộc phải mang theo tất cả đồ đạc và rời khỏi nhà họ Tống. Tài sản thuộc về nhà họ Tống, một châm một tuyến cũng không thể chuyển đi. Vấn đề hôm nay là không phải mưu tài, mà là hại mệnh. Thiên Dương không gọi cảnh sát báo án đã là nhớ tới chút thân tình rồi. Tống Mục Dương nhìn Tống Trường Thanh, mím môi vài cái, lúc sau, xoay người rời khỏi phòng khách. Thấy vậy, bốn người con trai cũng vội vàng đứng dậy, chật vật bước ra ngoài. Trong phòng khách, một trận yên tĩnh. Tống Thiên Dương nhìn bóng lưng của Tống Mục Dương, trong lòng cũng chua xót. Thân là anh em ruột, tự nhiên không muốn nhìn thấy cục diện như vậy. Nhưng đến thời điểm này, không thể để Tống Mục Dương ở lại nhà họ Tống. Ánh mắt Tống Trường Thanh rơi vào trên người Sở Trần. Sở Trần, màn biểu diễn của cậu hôm nay khiến tất cả mọi người bất ngờ. Nó khiến nhà họ Tống có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng có thể nói là đã giải quyết một tai họa cho nhà họ Tống. Tống Trường Thanh đứng dậy cúi đầu hướng Sở Trần, Sở Trần, cảm ơn cậu. Tống Nhan sửng sốt, vội vàng bước tới đỡ Tống Trường Thanh, ông nội, đây không phải là chiếu sát cháu gái sao? Sở Trần hôm nay, chịu nổi cái lễ này. Tống Trường Thanh nói, nếu không có Sở Trần, hôm nay cho dù đem Tống Mục Dương trục xuất khỏi nhà họ Tống, nhà họ Hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho nhà họ Tống. Với thực lực của nhà họ Hoàng, muốn nhà họ Tống biến mất ở Thiền Thành cũng không khó đâu. Bữa tiệc tối nay ở dinh thự của nhà họ Hoàng, Nhan Nhan, Hoàng lão gia tử cũng đã mời con. Con phải ăn mặc, trang điểm chỉnh tề một chút, không thể thất lễ được. Tô Nguyệt mỉm cười nói. Chị im Tống Vân và Tống Tình nhìn Tống Nhan với vẻ đầy ghen tị. Năm nắm qua, trong mắt người nhà họ Tống, Tống Nhan vì nhà họ Tống đã hy sinh rất nhiều. Cưới một kẻ ngốc làm chồng, làm vợ một tên ngốc 5 năm, trở thành trò cười của cả thành phố, không biết cô ấy đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Nhưng lúc này, hai chị em vô thức liếc nhìn chồng mình đang bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét không kìm được. Lâm Tín Bình, Chu Kiếm, Tô Nguyệt tràn đầy vui mừng, nhưng vẫn có chút lo lắng, nào, mẹ sẽ đích thân thay quần áo cho con. Tống Nhan ho nhẹ, mẹ ơi, bây giờ mới có mấy giờ? Vẫn còn vài tiếng nữa mới đến bữa tiệc ở dinh thự nhà họ Hoàng. Trước hóa trang xong rồi thay quần áo, thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Tô Nguyệt cầm tét Tống Nhan lôi kéo đi, kéo một mạch đi ra khỏi phòng khách. Sở Trần cũng cáo lui, tôi trở về nghỉ ngơi chút. Hôm nay cậu cũng mệt rồi. Tống Thiên Dương nói, tuy nhiên,
Hôm nay cậu danh tiếng đang vang xa, khi tham dự bữa tiệc tối nay ở Hoàng gia nhất định sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, cẩn thận có người ghen tị với cậu mà gây khó dễ trong bữa tiệc. Sở Trần gật đầu. Về phần dược phẩm Bắc Trần, nếu thiếu kinh phí, có thể tăng thêm một chút. Tống Trường Thanh đột nhiên đưa ra một quyết định khác. Sở Trần, chỉ trong vài giờ, đã từ một kẻ ngốc ở rể bị nhà họ Tống coi thường trở thành con rể có danh vọng nhất nhà Tống. Một màn này rơi vào mắt Lâm Tín Bình và Chu Kiếm, khiến họ vô cùng ghen tị. Bất quá, lúc này bọn họ cũng không dám động đến danh tiếng của Sở Trần. Mỗi một hành động, cử chỉ của Sở Trần hôm nay đều đại diện cho nhà họ Tống. Dù có ghen tị đến mấy cũng phải thu liễm tâm tư, cười tươi khen ngợi. Khi Sở Trần về tới phòng, sau khi đóng cửa lại mơ hồ vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Tô Nguyệt ở phòng bên cạnh. Khi bà đánh giá quần áo của Tống Nhan, đa phần đều không hài lòng. Sở Trần cười nhẹ. Đối với anh ta, một bữa tiệc tại dinh thự nhà họ Hoàng ở Thiền Thành không phải là một dịp quá quan trọng. Hơn nữa, theo ý kiến của Sở Trần, ngay cả khi Tống Nhan ra ngoài với trang phục bình thường, trang điểm nhẹ nhàng thì cô ấy vẫn có thể trở thành tâm điểm của mọi người với gương mặt xinh đẹp của mình. Sở Trần mở tủ quần áo của mình, trong 5 năm qua, Tống Nhan thỉnh thoảng sẽ mua ít quần áo cho hắn. Trên mặt Sở Trần hiện lên một nụ cười. Một tên chồng ngốc nghếch, cả nhà chế giễu, cả thành phố cười chê. Tống Nhan, người được cho là nạn nhân, không hề oán hận hắn ta, ngược lại, Tống Nhan, người. Xưa nay không bao giờ chiếu cố người khác lại chăm sóc cho tên ngốc nghếch Sở Trần nất tử tế. Bên dưới một nhan sắc xinh đẹp, còn có một trái tim trong sáng lương thiện. Điều này làm cho Sở Trần nhìn Tống Nhan với ánh mắt của sự cảm kích từ tận đáy lòng. Cô gái này đã phải chịu đựng 5 năm ủy khuất vì hắn ta, vì vậy hắn sẽ dùng cả cuộc đời của mình để làm cho cô gái ấy hạnh phúc. Hắn chọn ra một bộ quần áo cảm thấy vừa ý mình nhất đặt qua một bên, Sở Trần ngồi trên giường khoanh chân luyện công. Mặt trời dần lặn ở phía tây. Một chiếc xe tải đậu trước một. Trong những biệt thự của gia đình nhà họ Tống. Hẳn là xe đến lấy hành lý của gia đình Tống Mục Dương. Dưới ánh chiều tà chiếu rọi, gương mặt của năm cha con không còn màu máu, vô hồn giống như những xác chết biết đi. Sau khi hành lý được lấy đi, Tống Mục Dương đã đứng ở cửa biệt thự đợi rất lâu. Quay người lại, giọng nói khàn khàn vô cùng, đi thôi. Cha con năm người lên chung. Một chiếc xe, chậm rãi hướng phía ngoài biệt thự nhà họ Tống đi ra. Tống Khách Hạc siết chặt nắm đấm. Oán hận trong mắt trào ra từ lúc lên xe. Tống gia, ta nhất định sẽ trở lại. Ca, trường bối sư môn anh thật sự sẽ lưu chúng ta đi vào ư. Tống Khánh Bằng ủ rũ cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn không muốn rời đi. Nhà họ Tống 2 năm qua khá khởi sắc, Tống Khánh Bằng tại Thiền Thành có uy danh cũng không đến nỗi tệ, nhưng hết thảy, giờ đây tất cả những điều này đều tan biến. Chắc chắn rồi. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi. Sở Trần đẩy cửa ra, vào lúc này, cửa phòng của Tống Nhan cũng vừa lúc mở ra. Sở Trần nhìn qua, không khỏi ngây ngốc một hồi. Tống Nhan ngày thường đã xinh đẹp động lòng người rồi, dưới sự đốc thúc tỉ mỉ cách ăn mặc trang điểm của mẹ cô Tô Nguyệt, Sở Trần mới chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy tâm hồn như run lên. Cô gái này đẹp không gì sánh được. Bà xã à, em thật đẹp. Sở Trần bước tới. Tô Nguyệt nhướng mày, gần như định nổi giận. Nhưng chợt nhớ ra Sở Trần không còn là tên con rể ngu ngốc trong mắt mình nữa. Mà là nhân vật chính của nhà họ Tống đêm nay, trên mặt bà lập tức nở một nụ cười. Sở Trần, Nhan Nhan nhà chúng ta bậc này điều kiện, nó đã nguyện ý ở bên cạnh cậu 5 năm, đó chính là phúc khí của cậu. Đó là điều hiển nhiên. Sở Trần kéo tay Tống Nhan, Nhan Nhan quả thực là món quà mà chúa đã ban cho tôi. Tống Nhan nhìn Sở Trần. Tên ngốc này hôm nay liên tục nắm tay cô. Nghĩ đến bữa tiệc tối nay khó tránh khỏi cảnh tượng này, Tống Nhan liền ngầm ưng thuận. Suy cho cùng, đó vẫn là người chồng trên danh nghĩa của cô. Sở Trần và Tống Nhan bước xuống lầu, những người còn lại của nhà họ Tống cũng đều đến đủ. Tôi đây chỉ là đi ăn cơm, hay là tôi chuẩn bị xuất chinh vậy? Sở Trần cau nhàu nói. Khi Tống Nhan nghe thấy điều này, cô không khỏi cười khẽ. Có lẽ chỉ có Sở Trần không coi bữa tiệc ở nhà họ Hoàng ra gì. Tiểu Thu, chị ba con mặc váy với đi giày cao gót nên không tiện lái xe, con đưa bọn họ tới nhé. Tô Nguyệt nói.
Tống Tha sảng khoái đáp ứng, hắn bây giờ chỉ ước được ở bên cạnh Sở Trần thật lâu để học chút bản lãnh. Theo suy nghĩ của Tống Thu, Sở Trần mạnh hơn các quán chủ của các võ quán. Dưới ánh mắt của rất nhiều kỳ vọng lớn lao chăm chú nhìn, chiếc xe từ từ lái ra khỏi nhà họ Tống. Một đường đi tới Hoàng Phủ. Em nghe nói bữa tiệc đêm nay tại Hoàng Phủ được tổ chức ở khu vườn sau của dinh thự nhà họ Hoàng. Tống Thu trong khi lái xe, nói với đôi mắt khao khát, từ những bức ảnh em nhìn thấy trong nhóm bạn bè đăng lên, khu vườn sau của nhà họ Hoàng được trang trí rất xa hoa khí phái, những người tối nay có thể được dùng bữa ở đó phải là những người cực kỳ giàu có hoặc nổi tiếng. Tiểu Thu, em cũng đã đến cùng, đợi lát nữa chúng ta cùng vào không phải được sao? Tống Thu hai mắt sáng lên, im cũng có thể đi sao? Cậu là em trai của Nhan Nhan, có chỗ nào không thể đi? Sở Trần cười, liền quyết định vậy đi, tối nay cậu có thể đáng ảnh của chính mình. Tống Thu lại càng thêm kích động, cảm ơn anh rể. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần một cái, im lặng không nói gì. Tiệc mừng sinh nhật lần thứ 80 của Hoàng Lão Gia Tử được tổ chức rất hoành tráng, trên con phố trước nhà họ Hoàng, rất nhiều cảnh sát giao thông đang giữ gìn trật tự. Ba người Sở Trần xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Sở Trần đến rồi, con rể nhà họ Tống hôm nay đã đánh bại liên tiếp nhiều sư vương và xuất sắc đoạt thanh. À, tam tiểu thư nhà họ Tống quả thật nhan sắc tựa như tiên nữ. Đứa con rể ngốc nghếch đã bị chê cười 5 năm, bây giờ nhìn lại, hắn đã tát vào mặt bao nhiêu người rồi. Giữa những tiếng bàn tán, ba người Sở Trần đi về phía cửa dinh thự nhà họ Hoàng. Sở Trần ngạc nhiên, người đứng ở cửa lúc này vậy mà là một người quen cũ, Hoàng Ngọc Hải. Hoàng thiếu gia, ngài không phải là đang chờ tôi để đón tiếp đặc biệt chứ? Sở Trần chủ động lên tiếng. Hoàng Ngọc Hải mỉm cười và gật đầu, đúng vậy, tôi đang đợi cậu. Nhưng, Hoàng Ngọc Hải liếc nhìn Tống Thu, người đang đứng bên cạnh Sở Trần, bữa tiệc trong dinh thự nhà họ Hoàng chỉ có khách mời. Mới được tham gia, liền không thể, dìu già dắt trẻ tới được. Vị này bên cạnh cậu, vẫn là trở về đi. Lời vừa dứt, khuôn mặt Tống Thu nhất thời nóng bỏng lên. Hắn không được mời tham dự bữa tiệc đêm nay ở Hoàng Phủ, nhưng Hoàng Ngọc Hải ở trước mặt chỉ ra, khiến Tống Thu cảm thấy mình như bị bắt quả tang. Bữa tiệc tối nay ở Hoàng Phủ, có thể đến tham dự đều là những nhân vật nổi tiếng đình đám ở Thiền Thành. Đều được mời mà tới. Cậu chỉ là đến cùng Sở Trần và Tống Nhan, vốn thân phận không phù hợp. Bất quá, Tống Thu không nghĩ tới sẽ có con cháu nhà họ Hoàng đứng ở cửa chặn, hơn nữa còn chỉ đích danh trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, Tống Thu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu dưới đất mà có một lỗ hờ, cậu nhất định sẽ ném Hoàng Ngọc Hải vào đó ngay lập tức. Hậu hoa viên của Hoàng Phủ là nơi mà nhiều người ở Thiền Thành mơ ước được đặt chân. Đến. Thật xin lỗi. Tống Thu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt, cố nén khuôn mặt bốc lửa, cười lớn, tôi chỉ là lái xe chở chị gái và anh rể của tôi qua. Tống Thu cảm thấy xấu hổ đến mức có cảm giác khó ngẩng đầu lên. Dù sao, thật quá xấu hổ khi bị chặn lại trước cổng của Hoàng Phủ như thế này. Tống Thu cảm thấy những ánh mắt chế giễu đang nhìn mình bốn phía. Một cái tay liền đặt lên vai Tống Thu vỗ vỗ, anh rể nói đưa em vào. Tống Thu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Sở Trần. Vẻ mặt của Hoàng Ngọc Hải mang theo một chút giễu cợt, nhìn Sở Trần. Hắn là chủ nhà ở đây, Sở Trần làm sao có thể đưa người vào mà không có hắn. Sở Trần không nhìn Hoàng Ngọc Hải. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tấm bảng hiệu Hoàng Phủ, nhẹ giọng nói, nếu tôi nhớ không lầm, nhà họ Hoàng, được biết đến là gia tộc giàu có số một ở Thiền Thành, nhưng mà xem ra cũng không có dáng vẻ của nhà giàu đi. Vừa dứt lời liền khiến nhiều người choáng váng. Mọi ánh mắt đều rơi vào Sở Trần. Hoàng gia tộc giàu có số một ở Thiền Thành, là một sự thật sắt đá mà không ai có thể phủ nhận. Nhưng tối nay, Sở Trần ở trước nhà họ Hoàng. Thẳng thừng nói rằng nhà họ Hoàng trông không có dáng vẻ của một gia đình giàu có. Điều này đủ để coi như một sự khiêu khích đối với tất cả những người nhà họ Hoàng. Đây chính là Sở Trần sao? Sở Trần, người được Hoàng Lão Gia Tử ca ngợi là số một trong số thế hệ trẻ ở Thiền Thành, thậm chí còn kiêu ngạo hơn tôi nghĩ. Tôi nghĩ là hắn đắc ý quên. Mình, thậm chí có người vừa mới đi vào Hoàng Phủ, cũng không nhịn được vô ý thức dừng bước, quay đầu nhìn xem một màn này. Hoàng Ngọc Hải sắc mặt trở nên ảm đạm, nhìn chằm chằm Sở Trần,
cậu nói qua lời nói là phải chịu trách nhiệm với những gì Minh nói. Đường đường là gia tộc giàu có lại làm chuyện nhỏ mọn như vậy sao? Sở Trần cười cười, không chỉ có. Không khoan dung độ lượng, liền lễ nghĩ cơ bản nhất cũng khiếm khuyết. Theo tôi thấy, xưng là kẻ giàu mới nổi ở Thiền Thành, còn tạm được. Lúc này, trong hoàng phủ liền có mấy người trẻ tuổi đi ra, vẻ mặt bất thiện nhìn Sở Trần. Tống Nhan nhẹ nhàng kéo gấu áo của Sở Trần. Những người xung quanh như đang theo dõi cuộc vui náo nhiệt và không nghĩ đó là chuyện lớn. Sở Trần càng nói lời kinh người. Bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Bao nhiêu năm rồi, từ trước tới giờ không ai dám gọi nhà họ Hoàng là một nhà giàu mới nổi. Vậy mà ở trước cửa nhà họ Hoàng, trước mặt đám trẻ nhà họ Hoàng, anh ta gọi nhà họ Hoàng là nhà giàu mới nổi ở Thiên Thành. Anh rể, quên đi. Tống Thu cũng có chút kinh hãi, nhà họ Hoàng, không ai có thể đắc tội được, em sẽ đợi hai người trong xe. Không cần thiết. Sở Trần thanh âm nhạt, tôi nói, Hoàng gia không có bậc này rộng lượng, cái cửa này, tòi không cần vào nữa. Sở Trần nắm lấy tay Tống Nhan, bà xã, chúng ta về nhà ăn lẩu đi. Tống Nhan giật mình, nhưng Sở Trần đã kéo cô lại và rời đi vài bước. Lúc này, Hoàng Ngọc Hải vẻ mặt biến sắc. Hắn chẳng qua chỉ muốn hạ uy Sở Trần, nói cho Sở Trần biết đây là Hoàng Phủ, là địa bàn của hắn. Chỉ là đánh đuổi một thiếu gia nhà họ Tống đi, sẽ không ai để ý. Theo suy nghĩ của Hoàng Ngọc Hải, Sở Trần sẽ không dám kiêu ngạo tại Hoàng gia. Thật tình không ngờ, Sở Trần lại xoay người rời đi. Tối nay, Sở Trần là vị khách danh dự do lão gia tử chỉ định, nếu không có hắn ở đó, một khi lão gia tử hỏi đến, chuyện tại cổng Hoàng Phủ nhất định sẽ bị lão gia tử biết. Trên thực tế, khách mời đưa người thân đến dự tiệc đêm ở Hoàng gia cũng không ít. Nhiều người sẽ đưa thế hệ trẻ của họ đến để mở rộng tầm mắt. Không có người sẽ ngán cản. Tuy nhiên, Hoàng Ngọc Hải có lý do chính đáng để ngán chặn, hắn ta tin rằng Sở Trần sẽ phải ngậm bồ hòn thôi. Chờ một chút. Hoàng Ngọc Hải sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn ngăn Sở Trần ở cửa là vì muốn đưa Sở Trần đi gặp sư phụ hắn trước. Nhìn thấy Tống Thu xuất hiện, đột nhiên hắn muốn trả thù Sở Trần một chút thôi. Sở Trần quay đầu lại cười, Hoàng thiếu gia, còn có cái gì? Phân phó. Hoàng Ngọc Hải tức giận run lên một chút, hắn đè nén mạnh mẽ lửa giận trong mắt. Bắt đầu từ quán Ba Thiên Hào, Sở Trần xuất hiện giống như là khắc tinh của hắn. Mỗi lần như vậy, anh ta đều đánh vào mạnh vào mặt hắn. Hoàng Ngọc Hải lần này theo tông môn trở về, có hùng tráng tâm trí, hắn muốn trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ của nhà họ Hoàng, khiến ai cũng phải ngước mắt nhìn hắn. Tuy nhiên, tất cả sự kiêu ngạo của hắn, trước mặt Sở Trần, liền bị đánh cho tàn tành. Hoàng gia, há lại không có lòng khoan dung độ lượng. Hoàng Ngọc Hải lạnh lùng nói, nếu đã tới, cửa lớn nhà họ Hoàng đương nhiên nghênh đón. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên. Nếu Hoàng thiếu gia đã chủ động nhận ra sai lầm, tôi cũng sẽ không được một tấc lại muốn tiến. Một thước, tính toán chi ly. Sở Trần cười, vợ, tiểu thu, chúng ta vào đi. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh không khỏi sửng sốt. Vốn tưởng rằng sẽ được xem vở kịch hay, khi đó Hoàng gia sẽ trừng phạt Sở Trần, nhưng không ngờ, lại bị Sở Trần một chiêu lấy lui làm tiếu á giải. Sở Trần thực sự chắc chắn như vậy, Hoàng Ngọc Hải sẽ không dám đuổi hắn đi sao. Nhưng mà, Sở Trần cứ như vậy bước vào Hoàng gia, giờ đây không khác gì đầm rồng hang hổ. Tôi nhìn đám con cháu nhà họ Hoàng, cả đám đều hận không thể ăn tươi nuốt sống Sở Trần. Nói thật, tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của Sở Trần. Nhưng mà, tên Sở Trần này thực sự không ý thức với những việc Minh làm. Tôi chắc chắn rằng, hắn có thể tạo ra danh tiếng nhất thời, nhưng... không bao lâu nữa hắn sẽ ngã thật đau, không biết chừng sẽ là đêm nay. Vẻ mặt của Sở Trần không thay. Đổi, mang theo Tống Nhan và Tống Tha Sải bước vào cửa lớn nhà họ Hoàng. Hoàng Ngọc Hải sắc mặt ảm đạm, đi theo phía sau Sở Trần. Dinh thự nhà họ Hoàng thiết kế hoàn toàn theo kiểu sân vườn, không thiếu nước chảy và non bộ dọc đường, hai bên phản chiếu ánh đèn. Sở Trần, sư tôn của tôi muốn gặp cậu. Khi qua chỗ không có người. Hoàng Ngọc Hải liền đi vài bước. Tới gần Sở Trần. Sở Trần liếc nhìn Hoàng Ngọc Hải. Hắn biết rằng điều mà Hoàng Ngọc Hải kiêng kỵ nhất, chính là thân phận đệ tử kỳ môn của hắn. Bất quá, Sở Trần cùng kỳ môn đã ngăn cách năm nãm,
vì vậy hắn ta hơi tò mò không biết liệu giang hồ có gì biến hóa không. Tống Nhan một mực chú ý đến thần sắc của Sở Trần, mặc dù cô ấy không biết sư phụ của Hoàng Ngọc Hải là ai, nhưng Tống Nhan vẫn chủ động nói, Sở Trần, nếu anh có chuyện cần làm trước, tôi đi với Tiểu Thu là được. Được rồi, anh sẽ tìm em sau. Sở Trần gật gật đầu, đi theo Hoàng Ngọc Hải đi một hướng khác. Tại một tầng lầu của tòa nhà khác, Hoàng Ngọc Hải đẩy cửa bước vào. Sở Trần ánh mắt nhìn sang. Trên ghế sofa, một người đàn ông trung niên ngồi thẳng nghiêm. Nghị, nhắm mắt dưỡng thần, mặc áo choàng màu xanh đậm. Sở Trần tiến lên một bước, lập tức cảm nhận được khí tức của trận pháp kỳ môn. Sở Trần khẽ nhướng mày. Chân đạp càn khôn, thân ảnh chợt như bóng ma. Ầm, âm thanh vô hình. Sở Trần đã đến trước mặt người đàn ông trung niên. Đôi mắt người đàn ông trung niên đột nhiên mở ra, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Sở Trần, lợi dụng càn khôn bộ, vậy mà có thể phá trận pháp của ta trong giây lát, người trẻ tuổi, khó trách Ngọc Hải ở trước mặt ngươi ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Sở Trần cười, càn khôn bộ quả thật rất hữu dụng, nếu không, không thể nào nhẹ nhàng như vậy phá vỡ hắc hồn kỳ trận của ngươi. Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên liền đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Trần, làm sao? Ngươi biết về hắc hồn kỳ trận, thủ đoạn của phái hắc phu nhất phái, ít nhiều biết một chút. Sở Trần nói, các hạ đã bày ra hắc hồn kỳ trận, vậy thì các hạ hẳn là đến từ hắc hồn sơn đi. Bên trong hắc phu nhất phái, thực lực của hắc hồn sơn, có thể nói là không lớn không nhỏ. Ánh mắt nam tử trung niên nhìn về phía Hoàng Ngọc Hải. Hoàng Ngọc Hải càng thêm kinh ngạc, sư phụ, con chưa từng để lộ bất kỳ tin tức gì về môn phái. Đây hết thảy, chỉ từ một cái trận pháp của kỳ môn, Sở Trần liền đoán ra. Sở Trần là yêu nghiệt phương nào? Vẻ mặt của nam tử trung niên trở nên cung kính hơn một chút, hắn ta chắp tay hướng về phía Sở Trần, còn chưa thỉnh giáo. Đệ tử kỳ môn, Sở Trần. Sở Trần đáp lại. 5 phút sau, Sở Trần bước ra khỏi phòng, cửa nhẹ nhàng đóng lại. Hoàng Ngọc Hải không thể không hỏi, sư phụ, tại sao người không động thủ nữa, thăm dò một chút nội tình của Sở Trần. Con có thể dưới tình huống không phòng bị, sử dụng càn khôn bộ, võ kỹ cơ bản nhất của kỳ môn để phá vỡ hắc hồn kỳ trận, theo con, tạo nghệ kỳ môn của Sở Trần đã đạt tới trình độ như thế nào. Nam tử trung niên nhẹ giọng nói, ta sợ rằng hắn là đệ tử chân truyền của kỳ môn, dạng người này, không phải là thứ mà chúng ta trêu chọc nổi. Ngọc Hải, qua đêm nay, con hãy theo ta trở về hắc hồn sơn, thiên phú của con rất tốt, nếu siêng năng khổ luyện, nhất định sẽ có thành tựu. Hoàng Ngọc Hải nắm chặt tay. Hắn trở về từ hắc hồn sơn với tinh thần phấn chấn, muốn có thành tựu tại quê nhà. Đứng sau hắn ta là gia tộc Hoàng gia tộc giàu nhất thiền. Thành, điều này khiến Hoàng Ngọc Hải làm nhiều việc như hổ mọc thêm cánh. Chẳng lẽ lại vì một Sở Trần mà phải ảo não rời đi? Hoàng Ngọc Hải không cam lòng. Sở Trần cũng không có chủ động ra tay. Hoàng Ngọc Hải chậm rãi nói không chừng, hắn cũng chỉ biết càn khôn bộ thôi, nếu Sở Trần thực sự xuất thân từ kỳ môn chính tông hùng mạnh, tại sao hắn không danh môn phái? Sư phụ, Sở Trần người này, thiếu niên thịnh khí, không ai bì nổi. Hoàng Ngọc Hải nói, nếu như hắn thực sự có thân phận không tầm thường, hắn đã sớm lấy ra khoe khoang. Nam tử trung niên khẽ cau mày. Sư phụ, xin hãy ra tay và dạy cho Sở Trần một bài học. Hoàng Ngọc Hải nghiến răng nói, bằng không, cho dù Ngọc Hải có tới hắc hồn sơn, con cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Nam tử trung niên trầm ngâm một hồi, sau đó mỉm cười lắc đầu, ta, Khuê Lâm đạo tôn, vậy mà vì một tiểu tử mà bó chân bó tay, xem ra, bao lâu nay ta đã yên lặng quá rồi. Nam tử trung niên đứng lên, Ngọc Hải, trong thời gian ngắn có thể tra được ngày sinh tháng đẻ của hắn không? Sở Trần ngược lại đã từng đưa cho con ngày sinh tháng đẻ. Hoàng Ngọc Hải lấy ra ngày sinh của Sở Trần nhắn đã lấy ở quán Ba Thiên Hào và trầm giọng nói. Nhưng theo con, đây không phải là thật. Người trong kỳ môn, làm sao họ có thể dễ dàng cho người khác ngày tháng năm sinh của mình được? Khuê Lâm đạo tôn cầm ký tự ngày tháng năm sinh lên, liếc nhìn chúng rồi bấm ngón tay tính nhẩm. Một lúc sau, sắc mặt Khuê Lâm đạo tôn đột nhiên đại biến, cả người lập tức lạnh buốt, hai tay run lên, tờ giấy ghi ngày sinh của Sở Trần trực tiếp rơi xuống đất. Sư phụ! Hoàng Ngọc Hải sửng sốt,
hắn chưa từng thấy sư phụ mình thất thố như vậy. Ngày sinh tháng đẻ là thật sao? Hoàng Ngọc Hải không khỏi hỏi. Khuê Lâm đạo tôn lấy lại tinh thần, liếc nhìn Hoàng Ngọc Hải, ánh mắt có chút lãnh đạm. Hoàng Ngọc Hải, ta nhận ngươi làm đồ đệ là bởi vì ngươi có duyên với kỳ môn, cũng có tính cách và phẩm hạnh tốt. Ta thật không ngờ, ngươi từ Hắc Hồn Sơn trở về, vậy mà lại tùy tiện dùng kỳ môn thuật để đối phó với những người bình thường, điều này thực sự để vi sư quá thất vọng. Cái gì? Hoàng Ngọc Hải choáng váng, không kịp phản ứng tới. Sư phụ không phải chuẩn bị muốn giúp hắn sao? Tại sao ông ấy đột nhiên chỉ tay về phía mình? Sau đó Khuê Lâm đạo tôn nói, thủ đoạn của kỳ môn, bất kể là chính tông chính thống, hay là các nhánh chính khác, đều tuân theo một nguyên tắc, các đệ tử của kỳ môn không được lạm dụng kỳ môn chi thuật để đối phó với người bình thường. Hoàng Ngọc Hải, người có biết rằng ngươi đã phạm phải một điều cấm kỵ lớn không? Sư phụ, chuyện này, Hoàng Ngọc Hải cảm thấy đầu óc trống rỗng. Những việc hắn làm ở Thiền Thành, đặc biệt là ân oán với Sở Trần, hắn đã sớm nói với Khuê Lâm Đạo Tôn rồi, Khuê Lâm Đạo Tôn chưa bao giờ chỉ trích hắn. Nhưng bây giờ, ông ấy đột nhiên nói một câu với hắn, phạm vào điều cấm kỵ của kỳ môn. Khuê Lâm Đạo Tôn chắp hai tay sau lưng, nể tinh sư đồ, ta sẽ không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm. Hoàng Ngọc Hải phản ứng, giống như được đại xá, cảm ơn sư phụ. Có điều, từ hôm nay trở đi, cậu cũng sẽ không cần gọi tôi là sư phụ nữa. Khuê Lâm Đạo Tôn chậm rãi. Nói, còn nữa, cậu cũng không còn là đệ tử của Hắc Hồn Sơn nữa. Đuổi ra khỏi Sơn Môn, Hoàng Ngọc Hải cảm giác như có đạo kinh lôi ập tới, lập tức bị hóa đá. Không nhúc nhích. Tất cả điều này xảy ra quá đột ngột khiến Hoàng Ngọc Hải không kịp phản ứng. Vì cái gì? Hoàng Ngọc Hải quỳ xuống trước mặt Khuê Lâm Đạo Tôn. Sư phụ, Ngọc Hải đã làm gì sai? Nếu sư phụ không thích Ngọc Hải đi đối phó với Sở Trần, vậy con sẽ không đối phó với hắn ta nữa, con cầu xin sư phụ, hãy cho con một cơ hội. Hoàng Ngọc Hải vô cùng lo lắng. Kỳ môn thuật của Ác Hồn Sơn đã khiến địa vị của hắn trong nhà họ Hoàng tăng cao. Hoàng Ngọc Hải tin tưởng vững chắc, cuối cùng sẽ có một ngày, Minh Nương tựa theo kỳ môn. Thuật của Hắc Hồn Sơn sẽ trở thành người kiết xuất nhất trong cùng thế hệ của nhà họ Hoàng. Nhưng mà bây giờ, tất cả sắp bị phá hủy. Tôi sẽ không trừng phạt cậu, nhưng tất cả những gì cậu đã học được từ Hắc Hồn Sơn từ nay về sau không được dùng nữa. Khuê Lâm Đạo Tôn trầm giọng nói, cậu ngàn vạn lần không được ôm lấy tâm lý may mắn, nếu như cậu tái sử dụng kỳ môn thuật của Hắc Hồn Sơn, cậu nhất định sẽ bị Hắc Hồn Sơn truy. Lùng. Nói xong, Khuê Lâm Đạo Tôn xoay người bước ra ngoài. Thanh âm giống như sấm sét bên tai, liên tục vang lên trong tâm trí Hoàng Ngọc Hải. Hoàng Ngọc Hải quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đột nhiên rơi vào mảnh giấy trên mặt đất, con ngươi mở to một chút. Chính là khi sư phụ nhìn thấy mảnh giấy này, tám ký tự trong ngày sinh của Sở Trần, thái độ của ông ấy mới thay đổi như vậy. Sở Trần, ngươi đến tột cùng là ai? Hoàng Ngọc Hải thì thào mở miệng, co quắp ngồi trên mặt đất, giờ khắc này. Hắn không thể chống lại Sở Trần. Dinh thự nhà họ Hoàng rất lớn, Sở Trần chuyển mấy vòng, nhưng vẫn chưa tới khu vườn sau. Bước chân phía sau đã đuổi kịp. Đạo hữu, xin dừng bước. Khuê Lâm Đạo Tôn đi tới, không biết Hoàng Ngọc Hải có cái gì đã. Đắc tội tới đạo hữu, còn mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Bất quá, để tỏ rõ tâm ý của Hắc Hồn Sơn, ngay lúc này, Hắc Hồn Sơn đã đem Hoàng Ngọc Hải trục xuất ra khỏi Sơn Môn. Sở Trần giật mình. Hắn ngược lại không nghĩ tới, đạo tôn của Hắc Hồn Sơn lại đột nhiên đuổi theo và nói ra những lời như vậy. Hoàng Ngọc Hải thực sự đã bị trục xuất khỏi sư môn. Đây là chuyện nội bộ của Hắc Hồn Sơn các ngươi, không cần phải báo cáo cho ta. Sở Trần xua tay, cũng không có ý định giao tiếp quá nhiều với Khuê Lâm đạo tôn, ta phải đi tìm vợ ta. Nhìn thân ảnh Sở Trần rời đi, ánh mắt Khuê Lâm đạo tôn nhàn nhạt lau đi một tia nóng rực. Có nhẫn thần bảo vệ ngày sinh tháng đẻ, thân phận phải bậc nào tôn quý. Khuê Lâm đạo tôn lẩm bẩm, trên đời này, bên trong kỳ môn. Người có thể tạo ra chiếc nhẫn thần bảo vệ ngày sinh tháng đẻ, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, tất cả những người này đều ở cùng một nơi. Sinh nhật của Sở Trần được bảo vệ bởi nhẫn thần, điều đó có nghĩa hắn là đệ tử của Cửu Huyền Môn. Khuê Lâm đạo tôn hai tay vô ý thức run lên một cái.
Hắn vậy mà suýt chút nữa đi đối phó với đệ tử của Cửu Huyền Môn, đây không phải là động thủ trên đầu Thái Tuế sao? Thiên Hạ Kỳ Môn, Cửu Huyền Vi Tôn. Khuê Lâm Đạo Tôn thậm chí không kịp chờ đợi, nóng lòng muốn phân rõ ranh giới với Hoàng Ngọc Hải. Hắn sợ Cửu Huyền Môn mà tức giận thì Hắc Hồn Sơn sẽ biến mất trong tích tắc. Trẻ tuổi như vậy đã là đệ tử của Cửu Huyền Môn, người này phải có địa vị nhất định trong Cửu Huyền Môn. Khuê Lâm Đạo Tôn biết rất rõ rằng mặc dù Cửu Huyền Môn thỉnh thoảng sẽ tuyển một nhóm đệ tử, đều là chọn người mạnh nhất trong chiến đấu sinh tử. Cuối cùng có thể trở thành đệ tử của Cửu Huyền Môn đều là những lão giang hồ trong kỳ môn. Những người trẻ tuổi ở Cửu Huyền Môn chắc chắn thuộc về bản mạch của Cửu Huyền Môn, do Cửu Huyền Môn bồi dưỡng từ nhỏ đến giờ. Thảo nào lại coi thường Hắc Hồn Kỳ trận của ta, có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp chỉ càn. Khôn bộ, hắn chính là Cửu Huyền đệ tử. Khuê Lâm Đạo Tôn càng nghĩ càng hưng phấn, hắn thậm chí còn muốn đuổi kịp Sở Trần lôi kéo làm quen, nhưng mà nhìn thái độ của Sở Trần vừa rồi hiển nhiên, hắn đối với Khuê Lâm Đạo Tôn không có hứng thú. Khuê Lâm Đạo Tôn chỉ có thể thở dài và quay người rời đi một cách bất đắc dĩ. Bữa tiệc đêm trong nhà họ Hoàng còn chưa chính thức bắt đầu, Sở Trần đã đi tới, cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt của đêm nay. Hoa tươi ở khu vườn sau trang trí trên những cái bàn được thiết kế tinh xảo với nhau khiến người ta có cảm giác như đang ở trong không gian hoa bướm bay lượn, những vị khách đến trước đang bàn tán xôn xao. Anh rể, Tống Thu nhìn thấy Sở Trần liền kêu lên một tiếng, đột nhiên nhận ra mình hơi lớn tiếng, vội vàng che miệng lại. Sở Trần nhìn qua có chút giật mình. Tống Nhan đêm nay nhất định là đóa hoa đẹp nhất. Theo quan điểm của Sở Trần, sự xuất hiện của Tống Nhan trong bữa tiệc của nhà họ Hoàng tối nay nhất định sẽ trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Sở Trần đã định sẵn sẽ làm hộ hoa sứ giả cho đêm nay. Nhưng bây giờ, nơi Tống Nhan và Tống Thu đang ngồi, phương viên trong vòng 10 mét không? Có bất kỳ ai? Phảng phất cảm giác như tránh ôn thần vậy, từng người một đi qua đều tránh né. Sở Trần nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở lối vào nhà họ Hoàng, trong lòng thoải mái hẳn. Nhóm người này cảm thấy mình đã đắc tội nhà họ Hoàng, lo lắng nếu họ nói vài câu với nhà họ Tống, hoặc đứng gần hơn sẽ bị hiểu lầm là có quan hệ với nhà họ Tống. Vô cùng phân rõ giới hạn. Sở Trần cất bước đi qua, ánh mắt bình tĩnh quét qua mọi người trên đường đi. Mặc dù không biết thân phận cụ thể của những người này, thế nhưng là, Sở Trần sẽ ghi nhớ từng gương mặt này. Hắn là người thù dai, những người này hôm nay lựa chọn cùng nhà họ Tống phân rõ giới hạn. Như vậy, tương lai nếu có một ngày, những người này có chuyện nhờ với nhà họ Tống, Sở Trần sẽ không thèm liếc mắt. Nhiều người chạm vào mắt Sở Trần, trong tâm hồn họ có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Họ không biết rằng những gương mặt mà Sở Trần đã lướt qua đều bị Sở Trần đưa vào danh sách đen. Nhưng mà, vào lúc này... Bọn họ càng cảm thấy Sở Trần đêm nay nhất định sẽ phải chịu giáo huấn. Đại lễ đoạt thanh thành công, lần đầu tiên tham dự đã giành giải nhất, thiếu niên đắc chí, định sẵn khi ngã xuống sẽ rất đau. Không nói đến vấn đề khác, Sở Trần đã thẳng thừng nói trước cửa dinh thự nhà họ Hoàng rằng gia đình nhà họ Hoàng chỉ là một kẻ giàu mới nổi, điều này hắn đã xúc phạm đến nhà họ Hoàng. Nhiều con cháu nhà họ Hoàng đã đe dọa rằng họ sẽ dạy cho Sở Trần một bài học trong bữa tiệc tối nay. Ở Thiên Thành, không ai dám đắc tội với nhà họ Hoàng. Trong đám người, Sở Trần cũng nhìn thấy một ít gương mặt quen thuộc. Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông, Tiền Bộ Thiệu, vì có mục tiêu chung, họ cùng nhau bước đi và nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Để thể hiện phép lịch sự, Sở Trần gật đầu với họ với một nụ cười. Đám người Diệp Thiếu Hoàng đột nhiên đen lại, vô ý thức lui về sau mấy bước. Bọn hắn cùng Sở Trần không quen. Càng không thể để nhà họ Hoàng hiểu lầm. Tống Nhan và Tống Thiêu trước mặt đều để một ly hồng trà, thấy Sở Trần đi tới, Tống Thu cao hứng đứng lên. Sở Trần vắng mặt chưa đầy 10 phút, nhưng cũng làm Tống Thu cảm thấy toàn thân khó chịu. Khu vườn sau nhà họ Hoàng không hoàn mỹ như Tống Thu tưởng tượng, không khí ở đây khiến Tống Thu cảm thấy khó chịu. Cậu có cảm giác lạc lõng. Anh rẻ, anh cuối cùng cũng đến rồi. Tống Thu thở phào nhẹ nhõm như tìm được xương sống. Sở Trần đưa tay lên, xin ly nước, uống một hớp rồi nói, vợ à, em không phải chịu ủy khuất chứ. Mặc dù Tống Nhan cũng lo lắng về việc nhà họ Hoàng trả thù, nhưng vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, cô ấy lắc đầu cười, tôi nghĩ, yên tĩnh một chút cũng tốt. Sở Trần cười sảng khoái,
Đúng vậy, lát nữa chúng ta sẽ ăn một bàn ba người ăn, ăn không hết thì đóng gói lại mang về. Chị im Tống Nhan, họ đột nhiên cảm thấy rằng Sở Trần thực sự có thể làm như vậy. Hơn nữa, Tống Thu thậm chí còn có cảm giác rằng Sở Trần sẽ phân phó cho cậu ta xách túi. Điều này thật quá mất mặt. Ai sẽ không biết xấu hổ tham dự bữa tiệc đêm tại dinh thự nhà họ Hoàng và gói đồ mang về. Tiểu Trần, chủ ý của cậu khá hay, nhưng cậu muốn ba người ngồi một bàn thì không được đâu. Hạ Bắc đi tới, đĩnh đạc ngồi xuống. Hạ thiếu gia. Tống Thu lễ phép chào hỏi, trong lòng còn thầm than một tiếng, thật sự không hổ là con cháu nhà họ Hạ ở Dương Thành, khả năng nhìn người của Hạ thiếu gia quá chuẩn. Lúc trước không có ai xem trọng Sở Trần thì Hạ thiếu gia lại chỉ định Sở Trần là người hợp tác duy nhất của nhà họ ạ. Anh Bắc, bây giờ người người tránh không kịp, anh còn dám ngồi đây, không sợ đắc tội đến phương viên người xung quanh sao? Sở Trần cười. Anh đây thật sự muốn trốn, nhưng không phải vì những người ở khu vực này, mà là bởi vì. Hạ Bắc lấy ra một tấm thẻ, tôi rất muốn cầm số tiền này chạy trốn. Hai mắt Hạ Bắc mang theo vẻ ghen tị nhìn Sở Trần. 1 triệu hắn vay trong nháy mắt liền biến thành 20 triệu, làm cho người người ghen ghét, tiền đều nằm trong thẻ, mật khẩu được viết trên mặt sau của thẻ. Tống Thu có chút cảm khái, hắn đỏ mắt nhìn tấm thẻ trong tay Sở Trần. 20 triệu, Sở Trần mặt không đổi sắc, đưa thẻ cho Tống Nhan, nhà tôi bà xã quản lý tiền. Hạ Bắc không khỏi sững sờ. Tiểu Vô Ưu chào hỏi Tống Nhan, sau đó chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, em ngồi đây được không? Vô Ưu, em ngồi đi. Tống Nhan cười nhẹ, cố thấy Tiểu Vô Ưu, nội tâm phát ra cảm giác thân thiết. Mấy người ở xa không khỏi sững sờ. Lúc đầu, khi chị em Tống Nhan ở đó, không ai dám đến gần họ, vì sợ bị liên lụy. Tuy nhiên, sau khi Sở Trần đến, Hạ Bắc cũng đến, lúc này, một cô gái thu hút rất nhiều sự chú ý cũng đã ngồi xuống bàn của Sở Trần. Bọn họ không sợ chọc giận nhà họ Hoàng sao? Thân phận của Hạ Bắc. Nhà họ Hạ ở Dương Thành, không dưới nhà họ Hoàng nên có thể hiểu được, nhưng cô gái này, thân phận không rõ, vậy mà không kiêng kỵ nhà họ Hoàng chút nào sao? Từng đạo ánh mắt quét qua. Tống Thu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, có điều, khóe mắt anh ta liếc nhìn mấy người cùng bàn, và ngay cả cô gái đến ngồi cuối cùng mặt cũng không đổi sắc. Tống Thu đột nhiên bình tĩnh lại. Đám đông truyền đến sự náo động, Tống Thu ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt của anh ấy thay đổi vài lần. Có người của em nhà họ Hoàng đã đến. Hoàng Ngọc Hải và cô em gái. Hoàng Tú Tú. Hoàng Ngọc Hải đi thẳng đến chỗ Sở Trần đang ngồi. Tống Thu lo lắng siết chặt tách trà. Ánh mắt của toàn trường cũng bị thu hút. Cuộc đụng độ giữa Hoàng Ngọc Hải và Sở Trần tại lối vào của dinh thự nhà họ Hoàng đã được lan truyền từ lâu. Thiếu gia nhà họ Hoàng, chắc hẳn tới cửa để hỏi tội. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của nhà họ Hoàng. Đêm nay Sở Trần khẳng định sẽ thảm, tôi dám chắc chắn. Hoàng Ngọc Hải đi tới trước mặt Sở Trần, ánh mắt nhìn thoáng qua một chén trà trên bàn, Hoàng Ngọc Hải đột nhiên rót một chén trà đưa cho Sở Trần. Sở thiếu, trước đây tôi đã nhiều lần đắc tội, xin ngài đừng trách tội. Tống Nhan sững sờ. Tống Thu há to miệng. Hạ Bắc suýt nữa phun ra một ngụm trà. Hoàng Ngọc Hải, vậy mà tại nhà họ Hoàng, trước đông đảo khách mời, đã tới để xin lỗi Sở Trần. Bạn phải biết rằng Hoàng Ngọc Hải là con của một trong hoàng gia thất tướng, con trai của Hoàng Ngũ Gia và là cháu nội của Hoàng Lão Gia Tử. Dưới tầm thân phận này, đủ để đại diện cho nhà họ Hoàng trong một số tình huống. Tiểu Vô Ưu chỉ nhìn Sở Trần với vẻ mặt kỳ quái, cũng không quá kinh ngạc, dưới cái nhìn của cô. Nhà họ Hoàng, thân là gia tộc giàu nhất tại Thiền Thành cũng không là gì cả. Mọi người xung quanh chờ xem trò cười của Sở Trần, bộ dáng đều ngẩn ra. Cảnh tượng này là điều mà họ không bao giờ có thể tưởng tượng được. Sở Trần nhìn tách trà trước mặt. Chỉ có hắn rõ ràng, Hoàng Ngọc Hải bỏ ra cái giá lớn như vậy, nguyên nhân chỉ có một, hắn không cam tâm cứ như vậy rời. Khỏi Hắc Hồn Sơn, quyết định của Hoàng Ngọc Hải thực sự nằm ngoài dự đoán của Sở Trần. Để tiếp tục ở lại Hắc Hồn Sơn, hắn không ngần ngại châm trà mời mình trước mặt mọi người để xin lỗi, điều đó cho thấy thành phủ chi thâm của Hoàng Ngọc Hải, hắn rất rõ ràng. Đánh nhau trước mắt chỉ là thể diện cá nhân của bản thân, so với việc được tiếp tục học nghệ tại Hắc Hồn Sơn lợi ích còn kém xa. Sở Trần quả thực có chút kỳ quái. Hắn không có lộ ra thân phận thiếu chủ Cửu Huyền Sơn,
nhưng sư phụ của Hoàng Ngọc Hải đột nhiên thay đổi thái độ, hiện tại đến lượt Hoàng Ngọc Hải trước mặt mọi người xin lỗi. Đại khái, đối phương đã đoán được điều gì đó. Không ai so với Sở Trờ biết rõ hơn địa vị của cửu huyền môn trong kỳ môn, cửu huyền vi tôn, trong trăm ngàn năm qua không người có thể nói một chữ, không. Hoàng thiếu gia thật khách khí. Sở Trần cầm lấy tách trà, uống một hớp rồi đặt xuống. Vì Hoàng Ngọc Hải đã chủ động thỏa hiệp, Sở Trần tự nhiên sẽ không đắc thế không buông tha người. Hơn nữa, trong mắt Sở Trần, Hoàng Ngọc Hải chưa bao giờ đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn. Hoàng Tú Tú đứng bên cạnh Hoàng Ngọc Hải, con ngươi nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Cô vẫn không thể hiểu được làm thế nào mà một cơ thể nhẹ nhàng và tao nhã như vậy lại có thể ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như vậy. Sau lễ đoạt thanh, Hoàng Tú Tú đã đến hỏi qua Hoàng Thế Hùng, Hoàng Tú Tú càng sốc hơn khi biết rằng Sở Trần vẫn còn lưu sức lực trong trận chiến với Hoàng Thế Hùng. Cô luôn tự tin rằng không ai thuộc thế hệ trẻ ở Thiền Thành có thể sánh vai với cô, nhưng niềm tự hào này chỉ có thể được duy trì cho đến khi Sở Trần xuất. Hiện, sau khi Hoàng Ngọc Hải đi, Tống Thu một lúc lâu vẫn chưa định thần lại. Thiếu gia nhà họ Hoàng đến xin lỗi. Trước đó, Tống Thu đã tạo ra rất nhiều tình cảnh trả thù của Hoàng Ngọc Hải, tại địa bàn của hắn, có quá nhiều cách để trả thù bọn họ. Tống Thu nhìn Sở Trần ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Sở thiếu, thậm chí, cháu trai nhà. Hiện, sau khi Hoàng Ngọc Hải đi, Tống Thu một lúc lâu vẫn chưa định thần lại. Thiếu gia nhà họ Hoàng đến xin lỗi. Trước đó, Tống Thu đã tạo ra rất nhiều tình cảnh trả thù của Hoàng Ngọc Hải, tại địa bàn của hắn, có quá nhiều cách để trả thù bọn họ. Tống Thu nhìn Sở Trần ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Sở thiếu, thậm chí, cháu trai nhà. Họ Hoàng còn gọi anh rể một tiếng ngơ Sở thiếu. Cái này phải mặt mũi cỡ nào? Tống Thu không khỏi ưỡn thẳng ngực, ánh mắt liếc nhìn những người xung quanh. Bây giờ Tống Thu cảm thấy những người này không đủ tư cách ngồi cùng bàn với mình. Hạ Bắc nhìn Sở Trần một cái nhìn đầy ẩn ý, Tiểu Trần, cậu thật có thủ đoạn. Sở Trần mỉm cười, tiếp theo, tôi muốn xem thủ đoạn của Bắc ca. Hạ Bắc sững sờ một lúc, sau đó có chút cảm khái, cảm thấy xấu hổ, anh sờ sờ mũi, sự tình của. Chế dược Bắc Trần, người phụ trách chính cũng không phải là tôi. Vẻ mặt của Tống Nhan cũng nghiêm túc hơn một chút. Người ta có thể tưởng tượng khó khăn như thế nào đối với nhà họ Tống. Người chưa từng tiếp xúc với ngành dược phẩm, chính thức hợp tác với nhà họ Hạ trong một thời gian ngắn để đánh vào thị trường dược phẩm Thiên Thành. Trên thực tế, hôm nay Sở Trần Đại xuất danh tiếng càng làm cho. Việc mở ra thị trường Thiên Thành cho chế dược Bắc Trần, khó càng thêm khó. Không ai muốn nhìn Sở Trần một đường thuận lợi, phát triển nhanh chóng. Bữa tiệc càng ngày càng có nhiều khách, đến đúng 8 giờ tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Bàn của Sở Trần chỉ có 5 người. Lúc đầu Tống Nhan ngồi xuống, vị trí cô chọn tương đối yên tĩnh, ngoại trừ sự xuất hiện của Hoàng. Ngọc Hải, đêm hôm đó không có sự việc nào phát sinh nữa. Sở Trần, Hạ Bắc, Tống Thu đã uống rất vui vẻ, sau đó, Tiểu Vô Ưu cũng uống vài ngụm rượu vang đỏ. Bữa tiệc nhanh chóng đến hồi cuối. Không thể không nói, bữa cơm này của nhà họ Hoàng hương vị cũng không tệ. Sở Trần ăn no nê, ánh mắt rơi vào những món ăn trên bàn này. Nội tâm của mấy người đồng thời thắt lại, nhìn chằm chằm Sở Trần. Tên ngốc này không phải thực sự muốn đóng gói mang về chứ? Hoàng Tú Tú đi tới, nhìn Sở Trần, ông nội kêu NH đi qua một chút. Hoàng Tú Tú ánh mắt nhìn Sở Trần, như là nhìn chằm chằm một quái nhân. Tối nay là bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 80 của ông nội, trong bữa tiệc, hầu hết mọi người đều cố gắng hết sức để tìm ông nội mời rượu. Sở Trần thân là người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh đoạt thanh ngày hôm nay, còn được đích thân ông nội mời, thế mà cả buổi tối không thấy Sở Trần xuất hiện trước mặt ông nội. Cuối cùng, chính ông nội điểm mặt muốn gặp hắn. Bà xã, anh đi một chút. Sở Trần đứng dậy đi theo Hoàng Tú Tú về phía trước. Cửa phòng bị đẩy ra, Sở Trần ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng Giang. Hồng lão gia tử đã ngồi tại chính vị, ở bàn này hầu như đều là những ông già sàn tuổi với Hoàng Giang Hồng. Những người này đều là những lão bằng hữu của Hoàng Giang Hồng trong rất nhiều năm, mỗi một vị, tại Thiền Thành đều có thân phận hiển hách. Chỉ có duy nhất một thanh niên trẻ tuổi, người này đang ngồi bên cạnh Hoàng Giang Hồng. Nhiều lão già đều đồng thời nhìn Sở Trần. Văn có thể viết ra mỹ từ không? Thắng nhân gian một cơn say,
võ có thể tại thiền thành tỉnh sư xưng vương. Một lão nhân gia không khỏi cảm thán, không nghĩ tới, dáng dấp lại anh Tuấn như vậy. Sở Trần toàn thân nổi da gà. Anh Tuấn. Sở Trần không khỏi từ trong khóe mắt liếc qua, lão gia tử nói câu này tràn đầy ý cười, dáng dấp tựa như Phật Di Lặc, hai mắt híp lại thành một đường thẳng. Sở Trần, cháu gái của ta năm nay 18 tuổi, người nghĩ như thế nào? Lão Tôn, người đừng có vậy mà già lại không kính. Hoàng Giang Hồng nói, Sở Trần là người đã có gia đình, cháu gái ông giữ lại cho người khác đi. Lão Tôn lắc đầu tiếc nuối, cháu gái của ta nhan sắc tựa tiên nữ, Sở Trần tuấn tú lịch sự, hai người quả thực rất xứng đôi. Sở Trần nhìn về phía Lão Tôn này, tưởng tượng một chút cháu gái của vị Phật Di Lặc này lớn lên. Trông như thế nào, toàn thân giật mình một cái, hướng về phía trước đi vài bước, là Sở Trần tôi không có phúc khí này. Sở Trần, cuộc thi đoạt thanh, tôi vốn chuẩn bị ban thưởng thật tốt. Hoàng Giang Hồng nói, bất quá, tôi ngược lại không ngờ tới cuối cùng cậu lại giành được chiến thắng, giải thưởng tôi chuẩn bị có chút không thích hợp với cậu, cậu hãy ra điều kiện đi, tôi sẽ thỏa mãn cậu. Ngay khi lời nói của Hoàng Giang Hồng rơi xuống, những lão gia tử có mặt không khỏi ngạc nhiên. Hoàng Giang Hồng không nghi ngờ gì chính là thiền thành đệ nhất nhân. Lời hứa của ổng ấy có giá trị liên thành. Trước mặt mọi người, để Sở Trần trực tiếp nói một điều kiện. Cho dù Sở Trần có giờ công phu sư tử gặp, Hoàng Giang Hồng cũng sẽ toàn lực thỏa mãn. Điều này cũng nói lên địa vị của Sở Trần trong mắt Hoàng Giang Hồng. Sở Trần, cậu nếu là người họ Hoàng, đời này xác định lên như diều gặp gió. Lão Tôn cảm thán. Sở Trần cười nhàn nhạt một tiếng, lông mày không chút nào che giấu sự tự tin. Hắn họ Sở, hắn thậm chí còn vang danh toàn thiên hạ. Sở Trần đi tới, cầm lên cái bình rượu, rót một ly rượu, hai ly rượu. Chúc lão gia tử vạn thọ vô cương. Thanh niên ngồi bên cạnh Hoàng Giang Hồng lúc này mới nói, Sở Trần, ông nội của tôi không uống rượu. Sở Trần nhìn một chút người thanh niên, trong nhà họ Hoàng có rất nhiều con cháu. Người có thể được Hoàng lão gia tử đưa đến ngồi ở bên cạnh, nhất định là một trong số người được coi trọng nhất. Đáng tiếc, hắn lại không hiểu rõ Hoàng Giang Hồng. Làm sao một lão gia tử thích câu, không thắng nhân gian một cơn. Say, lại không thích uống rượu. Hoàng Giang Hồng cười ha ha một tiếng, không sao, hôm nay chúng ta một lần mở rượu giới đi. Hoàng Giang Hồng cầm ly rượu lên, cùng Sở Trần chạm vào, uống một hơi cạn ngay. Cái lão tử quỷ này. Rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa. Vừa dứt lời của Lão Tôn, mọi người có mặt đều phá lên cười, bọn họ đều rất hiểu nhau. Người thanh niên sửng sốt, cau mày nhìn Sở Trần. Thái độ của ông nội đối với Sở Trần tốt đến mức khiến hắn ghen tị. Hắn ngược lại muốn biết, Sở Trần sẽ đưa ra những điều kiện gì với ông nội. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Sở Trần, chờ Sở Trần mở lời. Sở Trần đặt ly rượu xuống, lùi lại hai bước. Tôi ở nhà họ Tống, nên cũng không lo cơm ăn áo. Mặc, nói thật, lão gia tử yêu cầu tôi ra một điều kiện, tôi thực sự không biết tôi còn cần cái gì nữa. Sở Trần vừa nói xong, người thanh niên khóe miệng hơi lạnh, nhếch lên một chút, bình thường mà nói, loại lời này, khẳng định còn có văn sau đi. Tuy nhiên, lòng tốt của lão gia tử, tôi không thể vừa nhận. Sở Trần lời nói vừa rơi xuống, người thanh niên liền lập tức có loại cảm giác quả là thế. Hai mắt nhìn chằm chằm Sở Trần, hắn. Ngược lại là nhìn xem, Sở Trần định sư tử mở miệng lớn như thế nào. Sở Trần trầm tư một hồi, nhìn về phía lão gia tử, tôi dám hỏi, lão gia tử đang kiêng rượu sao? Hoàng Giang Hồng bỗng chuyển động thân thể, thở dài một hơi, cảm thán, người ta càng già càng có vấn đề, dần phải hạn chế rượu đến cực hạn. Tôi nhất thời cũng không nghĩ ra điều kiện gì, không bằng liền đưa ra một cái tiểu yêu cầu đi. Sở Trần nói. Cậu nói đi. Hoàng Giang Hồng nói thẳng. Bắt đầu từ hôm nay, liên tục 7 ngày, buổi trưa mỗi ngày lão gia tử hãy uống 7 lượng rượu ngon. Sở Trần cười nói. Ngay khi lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều bị sốc. Biết Hoàng lão gia tử sức khỏe không tốt nên hôm nay không ai dám mời Hoàng lão gia tử uống rượu. Vậy mà Sở Trần biết rõ lão gia tử phải kiêng rượu. Anh ta thậm chí còn đưa ra, yêu cầu nhỏ của mình là để lão gia tử uống trong 7 ngày liên tiếp, đúng giờ uống rượu. Sở Trần, người thật là to gan. Người thanh niên rốt cuộc không kìm được mà vỗ bàn lên.
Lời nói lỗ mãng của Sở Trần khiến chàng trai trẻ hoàn toàn tức giận. Những người còn lại trong phòng cũng sững sờ, thần sắc khó hiểu nhìn Sở Trần. Theo như bọn họ nghĩ, Sở Trần sẽ không nói những điều ngớ ngẩn như vậy. Tuy rằng trước đây Sở Trần là một tên ngốc nổi danh khắp thành phố. Tôi có nghe nói đến một căn bệnh kỳ lạ, một số người có hai nhân cách, bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi. Giọng một lão gia tử có chút âm. Dương quái khí. Ý tứ tự nhiên, Sở Trần lại bắt đầu trở nên ngu ngốc. Nếu như vậy, thật sự là rất đáng tiếc. Vẻ mặt Sở Trần rất bình tĩnh, nhìn về phía người thanh niên, còn chưa thỉnh giáo. Hoàng Ngọc, con trai cả của Hoàng Dương nhà họ Hoàng. Người thanh niên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần đêm nay đã nghe rất nhiều chuyện về nhà họ Hoàng, trong số đó, Hoàng gia thất tướng, xếp hạng lão đại, tên là Hoàng Dương. Sở Trần liếc mắt nhìn người thanh niên. Khó trách lại được cơ Hoàng Giang Hồng đưa đi ăn cùng, hóa ra là cháu đích tôn nhà họ Hoàng. Có thể không phải là người nổi bật nhất trong đám thế hệ trẻ của nhà họ Hoàng, nhưng lại là người có thể đại diện tốt nhất cho thế hệ trẻ của nhà họ Hoàng. Thì ra là Hoàng đại thiếu gia. Sở Trần cười, đại thiếu gia, cậu đừng nóng vội, tôi hỏi cậu, lão gia tử sức khỏe không được tốt đã bao lâu rồi? Hoàng Ngọc nhíu mày. Nói cách khác đi. Sở Trần nói, lão gia tử đã bỏ rượu một tháng, thân thể có tiến bộ không? Hoàng Ngọc không nói thành tiếng. Hắn cũng không biết. Kỳ thực cậu cũng không cần trả lời, tôi biết, không chuyển biến a. Sở Trần nói. Anh là đang nói bậy. Hoàng Ngọc quát to một tiếng. Nếu như bỏ rượu một tháng thật sự có chuyển biến đáng kể, như vậy vừa rồi lão gia tử đã không do dự uống một ly rượu. Sở Trần nhìn Hoàng Giang Hồng cười, tôi nói, không sai đúng không? Cho dù là lão gia tử là người nghiện rượu, không có khả. Năng liền điểm ấy định lực cũng không có. Hoàng Giang Hồng cười sảng khoái, câu trả lời đã quá rõ ràng. Nhưng bác sĩ nói rằng ông nội phải ngừng uống rượu trong khoảng thời gian này. Hoàng Ngọc nói, Hạ Bắc và đám người mắt sáng lên. Cái này tương đương với việc đưa cho Sở Trần một chiếc bánh và để cho Sở Trần tự lấp đầy nhân bánh. Hoàng lão gia tử ra tay quả nhiên xa xỉ. Hạ Bắc cảm thán. Tống Nhan có chút tò mò, anh đưa ra điều kiện gì? Sở Trần nói ra điều kiện, mấy người lập tức hóa đá. Mọi ánh mắt đều rơi vào Sở Trần. Anh rể, anh có phải đang nhàn rỗi không? Tống Thu Như sắp phát khóc, Hoàng lão gia tử người ta có uống rượu hay không, cũng đâu phải việc của anh. Hoàng lão gia tử để Sở Trần tự mình nhắc tới, cái này trên thực tế, nghe liền có mấy phần ban cho ý tứ. Tống Nhan nhìn Sở Trần, anh không lẽ vì điều này, liền tùy tiện đưa ra điều kiện. Từ những ngày qua quan sát Sở Trần, Tống Nhan giác được, Sở Trần thực chất bên trong, có một cỗ kiêu ngạo này, không phải mù quáng, mà là bắt nguồn từ tự thân năng lực của hắn. Người hiểu anh, quả nhiên chỉ có bà xã. Sở Trời nhắc hắc cười, ngoài ra, vừa rồi tôi mới còn gặp lão gia tử tập đoàn Tiền Thị, đồng thời cùng hắn đánh cược, trong vòng 3 tháng nếu có 100 hiệu thuốc ở Thiền Thành cỏ 4 chữ chế dược Bắc Trần, ông ấy sẽ ấy. Châm trà kính tôi và thừa nhận thất bại. Nếu chúng ta thua thì sao? Tống Nhan buột miệng. Tôi sẽ rời khỏi Thiền Thành, cả đời sẽ không bước vào Thiền Thành nửa bước. Sở Trần nói. Tống Nhan im lặng một lúc. Tống Thu sửng sốt, anh rể, cái này cũng chơi đến quá lớn đi. Cũng may là chỉ có 100 hiệu thuốc. Hạ Bắc nói, tôi quay lại hỏi chú Tư, dựa vào các mối liên hệ của nhà họ Hạ, một chút vấn đề này, không khó lắm. 100 hiệu thuốc liền đã đại diện cho thị trường Thiền Thành. Tống Nhan nói, Dương Thành và Thiền Thành luôn được cho là như cùng một thành phố, nhưng mà, lấy địa vị của nhà họ Hạ trong lĩnh vực y tế của Dương Thành, qua nhiều năm như vậy, cũng không có cách nào đánh. Vào thị trường dược phẩm ở Thiền Thành. Thị trường dược phẩm ở Thiền Thành là một khối sắt, vỏ cùng gắn kết, đêm nay qua đi, chuyện Sở Trần cùng Tiền lão ra đánh cược truyền ra ngoài, chế dược Bắc Trần, khó càng thêm khó đi. Tống Thu mặt mày ủ rũ nhìn Sở Trần. Sở Trần liếc mắt nhìn mấy người, cười thoải mái, không phải còn có 3 tháng sao? Không vội, chúng ta lấy cái bao thu dọn đồ đạc, sau đó đi về nhà. Thấy vậy, Hạ Bắc liền lôi kéo Sở Trần rời đi khỏi nhà họ Hoàng. Hắn đường đường là thiếu gia thứ ba của nhà họ Hạ, nhưng mà hắn không gánh nổi người này. Đến cửa nhà họ Hoàng, Sở Trần dừng bước, Tiểu Vô Ưu vẫn luôn ở bên cạnh Tống Nhan.
Phô cô nương, tôi muốn tới chỗ của cô mua vài thứ. Sở Trần nói. Phô cô nương. Tiểu Vô Ưu sửng sốt. Tống Nhan trợn nhìn Sở Trần một cái, Vô Ưu cô nương người ta không phải họ Vô. Tiểu Vô Ưu cũng có phản ứng, trừng mắt nhìn Sở Trần, bản cô nương họ Mạc. Mạc Vô Ưu. Sở Trần liếc nhìn gương mặt trong sáng của cô gái, thở dài lắc đầu. Cô gái Vô Ưu, cả đời Vô Ưu. Nhưng cái họ này có vẻ không được tốt cho lắm. Mạc Vô Ưu. Sở Trần đột nhiên có ý muốn tính cho cô gái này một quẻ, Vô cô nương, tôi sẽ tính cho cô một quẻ nhé, thế nào? Mạc Vô Ưu. Tên ngốc này ỷ vào mình có thực lực mạnh, liền có thể tùy tiện cho ta tên hiệu sao? Cả nhà ngươi mới là Vô cô nương. Mạc Vô Ưu lười tranh luận với Sở Trần về chuyện này, cô trực tiếp từ chối, không cần. Cô biết Sở Trần có thực lực, có điều, càng là người trong kỳ môn, thì càng kiêng kỵ bị người khác xem bói, đoán mệnh, Mạc Vô Ưu cũng không ngoại lệ. Tống Thu lái xe tới, Sở Trần muốn đi đến cửa hàng của Mạc Vô Ưu mua đồ, vì vậy tự nhiên tiện đường sẽ đưa Mạc Vô Ưu trở về. Trên đường đi, Tống Nhan có chút do dự muốn nói nhiều lần. Loại cửa hàng cũ đó bán những thứ bình thường không dùng đến, tại sao Sở Trần lại mua những thứ này? Tống Nhan nhớ tới cái đêm Tống Khánh Long xúc phạm Hoàng Ngũ Gia, Sở Trần còn nói rằng anh ta vẽ những vòng tròn để nguyền rủa Tống Khánh Long. Liệu tên ngốc này có thực sự biết kỳ môn thuật giống như Trương Đạo Trưởng? Trương Đạo Trưởng ở nhà họ Tống 5 năm, người nhà họ Tống ít nhiều cũng biết một số. Thủ thuật của kỳ môn. Tại cửa hàng cũ. Sở Trờ ngẩng đầu nhìn lên và nhận thấy trên cửa hàng cũng có một tấm bảng cổ có khắc dòng chữ Tinh La Tiểu Điếm. Tinh La Môn. Anh muốn mua cái gì? Mạc Vô Ưu cũng rất tò mò. Sở Trần suy nghĩ một chút, đem giấy bút, lập danh sách đồ cần mua, đưa cho Mạc Vô Ưu. Mạc Vô Ưu liếc, có chút khó hiểu mà liếc nhìn Sở Trần, anh ở đây chờ tỏi một chút. Mạc Vô Ưu bước vào trong. Anh rể, làm thế nào mà anh lại tới nơi như thế này? Tống Thu lúc này mới dám lên tiếng, em cảm thất nổi hết da gà toàn thân, sao lại có cảm giác u ám như vậy chứ? Tống Thu không ngờ tới cô gái nhìn trong sáng và xinh đẹp này vậy mà lại là chủ của cửa hàng u ám này. Tiểu Thu, không được nói bậy. Tống Nhan nói, cửa hàng cũ kỹ này là nơi ở của những người như Trương Đạo Trưởng. Sở Trần khá ngạc nhiên nhìn Tống Nhan. Tôi không có ngốc. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần một cái, nếu như không có gì đặc biệt. Cô ấy làm sao lại được Hoàng lão gia tử mời đến dự yến tiệc ở biệt thự nhà họ Hoàng. Mạc Vô Ưu đi một lúc đã trở lại. Nhìn Sở Trần, ông nội nói muốn gặp anh. Sở Trần trầm tư. Anh đi đi, Tiểu Thu và tôi sẽ đợi anh. Tống Nhan nói. Sở Trần không chậm trễ mà bước vào. Trong phòng tối tăm, đến nỗi không thể nhìn thấy ngón tay của chính mình. Lão tiên sinh sao lại không bật đèn. Sở Trần đi vào. Một lúc lâu sau, một giọng nói già nua vang lên, mắt của lão hủ đã nhìn những trục vật thế gian quá nhiều, sớm đã gần như phế, màn đêm vừa xuống đều sẽ nhìn không rõ đồ vật, có mở đèn hay không, chẳng phải là như nhau. Lão tiên sinh lấy thân chiếm. Mệnh, đây là điều tối kỵ chùa kỳ môn, có điều, cũng là rất nhiều tòn giả kỳ môn không tiếc để nếm thử phương thức này. Sở Trơ cảm thán, nói cho cùng, càng biết nhiều thì lại càng muốn biết nhiều hơn để ra được kết quả cuối cùng. Thật không may, tôi vẫn không thể có được kết quả mà tôi muốn biết. Ông lão thở dài, trong lời nói đầy nuối tiếc, nhưng cũng không có phần hối hận. Lão tiên sinh gọi tôi vào đây, có chuyện gì không? Sở Trần hỏi. Cậu đối với tiểu linh phù có kiến giải đặc biệt, hôm nay tại đoạt thanh thịnh điển lực áp quần hùng. Vào buổi tiệc đêm, lại để cho hoàng gia thiếu gia chủ động nhận sai lầm. Lão tiên sinh bật cười, tuổi trẻ vô song như vậy. Lão hủ tự nhiên muốn kiến thức một chút. Chỉ sợ không chỉ có như vậy. Sở Trần nói. Hoàng lão gia tử và ta đã là bằng hữu nhiều năm. Lão tiên sinh chủ động nói, bệnh trên người hắn, xuất hiện rất quỷ dị, ta một mực hoài nghi, là một loại cổ thuật nào đó. Sở Trần cười nhẹ, bây giờ hẳn lão tiên sinh đã có câu trả lời. Cậu làm sao thấy được? Giọng điệu của lão tiên sinh đầy hoài nghi, đồng thời... Cậu chắc chắn thất tinh phù có thể phá bỏ. Cổ thuật này. Sau 7 ngày, ngài sẽ tự mình nhìn thấy. Sở Trần nói. Giấy lên nguy cơ bị hoàng gia hiểu lầm, ngay cả những điều kiện tuyệt vời mà hoàng lão gia tử hứa hẹn cũng từ chối, chỉ để thử xem có thể giải cổ thuật cho hoàng lão gia tử hay không ư.
Lão tiên sinh cảm thán, nói thật, tôi không rõ tại sao cậu phải làm ra loại quyết định này. Cổ thuật tà ác như vậy, tôi không thấy được cũng liền thôi đi, đã trông thấy, há lại sẽ ngồi yên không để ý đến. Sở Trần cười nhẹ, đây là chức trách của tôi. Sở Trần vừa nói xong, lão tiên sinh thân thể mãnh liệt chấn động mạnh. Chức trách. Trên đời này, chỉ có một loại người, sẽ lấy diệt trừ kỳ môn tà thuật vì chức trách. Chỉ có họ mới đủ tư cách. Loại người như vậy là người của cửu huyền môn. Lão tiên sinh run rẩy đứng lên, tiểu huynh đệ, đạo hữu, chẳng lẽ là từ. Tôi và La Vân Đạo Tôn là quan hệ sư huynh đệ. Sở Trờ ngược lại không giấu giếm. Lão tiên sinh trực tiếp quỳ xuống. Tinh La Môn Mạc Nhàn, bái kiến. Sư tổ. Mạc Nhàn kinh hãi, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thậm chí, ông còn vừa ngồi tán gẫu chuyện phiếm với nhân vật cấp bậc sư tổ. Chỉ bằng cửu huyền môn, chỉ bằng quan hệ sư huynh đệ với La Vân Đạo Tôn, Sở Trần kể cả được toàn bộ người của Tinh La Môn gọi một tiếng ơ tổ cũng không quá đáng chút nào. Mạc lão, mau đứng dậy đi. Sở Trần đỡ Mạc Nhàn dậy, lão thất nhiều lần dặn dò tôi sau khi xuống núi phải chiếu cố Tinh La Môn thật tốt. Nếu ông cứ như thế này, thất đệ nhất định sẽ trách ta. Trong lòng Mạc Nhàn càng thêm kịch liệt chấn động một cách mạnh mẽ. Ngay khi Sở Trần nói về mối quan hệ sư huynh đệ, ông ta nghĩ rằng Sở Trần theo bối phận chỉ là sư đệ của La Vân Đạo Tôn. Nhưng trên thực tế, La Vân Đạo Tôn vậy mà lại là sư đệ của thiếu. Niên trước mặt mình. Bịch. Mạc Nhàn vừa đứng dậy lại quỳ rạp xuống. Đôi chân già của lão thực sự không thể chịu đựng được tác động như vậy. Thân phận của tôi, vẫn xin Mạc lão hãy giữ bí mật. Sở Trần nói. Mạc Nhàn hai chân còn có chút mềm nhũn đứng lên, lau mồ hôi. Lạnh, nhất định. Mạc Nhàn cũng rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì mình ở đây có quan hệ trọng đại với La Vân Đạo Tôn, Sở Trần cũng không ở trước mặt hắn nói ra thân phận của mình. Với thân phận này của Sở Trần, giờ đây trong lòng Mạc Nhàn lại có niềm tin rất lớn. Hoàng lão gia tử cả đời, theo gió vượt sóng, gặp dữ hóa lành, trúng đích phú quý. Mạc nhanh cảm thán, hiện tại. Xem ra, quả là thế, hắn đến lúc tuổi già gặp phải cổ thuật quỷ dị, đúng dịp lại có cậu xuất hiện, đây là may mắn của Hoàng lão gia tử, cũng là may mắn của nhà họ Hoàng. Mạc lão phô trương tôi quá, tôi đối kỳ môn thuật, cũng chỉ là động đến chút gia lông, kỳ thuật mênh mông, tôi hiện tại vẫn là quá mức nhỏ bé. Mạc Nhàn cảm thấy bản thân cũng giống như vậy gật đầu, chần chờ một chút, nhịn không được hỏi, tôi nghe nói cửu huyền môn có chín mạch, không? Biết Sở huynh đệ. Truyền thừa của mạch nào trong đó? Mạc Nhàn là muốn biết La Vân Đạo Tôn tu hành ở mạch nào? Sở Trờ giật mình, thành thật trả lời, tôi là đệ tử của chín mạch, mỗi một mạch, đều có sư phụ của tôi. Bịch, đầu gối của Mạc Nhàn lại chạm đất. Cho tới nay, Mạc Nhà đối với cháu gái của mình rất có lòng tin, cảm giác cháu gái mình là một tuyệt thế thiên tài của kỳ môn, tương lai nhất định có cơ hội bái nhập cửu huyền môn. Nhưng đêm nay, tất cả sự tự tin của Mạc Nhàn đều bị một người phá hủy. Một đệ tử trẻ tuổi như vậy của cửu huyền môn, đồng thời là đệ tử của cả cửu mạch, thân phận cấp bậc này khiến Mạc Nhàn trực tiếp cho rằng mình khả năng phải quỳ hoài không dậy nổi. Sở Trần lại đỡ Mạc Nhàn dậy, lúc này, Mạc Phụ Yêu bước vào, cô đã đem tất cả những thứ trong danh sách mà Sở Trần đưa ra toàn bộ đóng gói lại. Giá cả phía trên có ghi. Mạc Phụ Yêu mở đèn liếc mắt nhìn Sở Trần một chút. Tên ngốc này thế nhưng cũng đã từng quyệt tiền. Phụ yêu, không được thất lễ. Mạc Nhàn nói, Sở huynh đệ cầm những đồ này đi, coi như đây là quà của ông nội tặng cho Sở huynh đệ. Mạc phụ yêu kinh ngạc nhìn Mạc Nhàn. Trong ấn tượng của cô, ông nội mình chưa bao giờ hào phóng như vậy. Sở Trần ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Nhàn, mái đầu bạc trắng, ánh mắt phẫn đục, chính như chính hắn nói, đôi mắt mình đến ban đêm gần như là phế bỏ. Sở Trờ cũng là nhìn quen cái này. Kỳ môn thầy tướng, vốn là đánh cắp thiên cơ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị trời phạt. Ở cửu huyền môn, mắt mù, tai điếc và lưng gù nhiều đến cả một bó. Mạch Phụ Yêu có chút không tình nguyện đem cái túi đưa cho Sở Trần. Mạc lão có tâm. Sở Trần cười, Phụ cô nương, tôi đi về đây, hẹn gặp lại. Mạc Phụ Yêu khuôn mắt khẽ co. Giật, nhìn chằm chằm phương hướng Sở Trần đi ra ngoài. Một lúc sau mới quay đầu lại, ông nội, người nhìn xem, tên này ỷ mình có chút năng lực liền vô lễ như thế,
ông nội, người còn tặng quà gặp mặt cho hắn. Mạc Nhàn cười một tiếng, vuốt vuốt râu trắng, người trẻ tuổi thích nói đùa, cái này rất bình thường. Mạc Vô Ưu sửng sốt. Cô thế nhưng là bảo bối của ông nội, ngày thường chiều chuộng cô vô cùng. Theo suy nghĩ của cô, nếu Sở Trần dám gọi cô là vô cô nương trước mặt ông nội, hắn nhất định sẽ bị ông nội khiển trách. Nhưng kết quả, vượt xa sự mong đợi của cô. Sở Trần chỉ vào một lúc, rốt cục cho ông nội uống bùa mê gì. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chẳng lẽ lương tâm cắn rứt, quay lại đưa tiền cho ta. Mạc Vô Ưu bước ra ngoài. Người đi tới không phải là Sở Trần. Hoàng Gia Gia. Mạc Vô Ưu ân cần chào. Người đến là Hoàng Giang Hồng. Không có người có thể nghĩ tới, sau bữa tiệc sinh nhật của lão gia tử nhà họ Hoàng, Hoàng lão gia tử lại xuất hiện ở cửa hàng cũ nát nằm sâu trong con phố cổ này. Cùng đi với lão gia tử là người lái. Xe của ông, một người đàn ông trung niên, nhìn toàn thân đều toát ra vẻ đầy sức mạnh, cùng với cháu đích tôn của nhà họ Hoàng, Hoàng Ngọc. Tiểu Vô Ưu, tối nay thế mà lại không qua ăn cơm với Hoàng Gia Gia. Hoàng Giang Hồng cười nói, ánh mắt đầy ân cần. Vô Ưu không thích chỗ náo nhiệt lắm. Mạc Vô Ưu nhu nói, ông nội đang ở trong, Hoàng Gia Gia hãy. Vào đi. Vô Ưu, ta vừa tới. Hoàng Ngọc cảm thấy rằng mình như không tồn tại, cuối cùng không nhịn được liền lên tiếng. Mạc Vô Ưu, ồ. Hoàng Giang Hồng bước vào nhà một mình. Hoàng Ngọc đứng bên cạnh Mạc Vô Ưu, ngàn vạn lời định nói từ miệng trực tiếp bị ngăn chặn, bị hắn bị một chữ, ồ, của Mạc Vô Ưu làm cho toàn thân đều khó. Chịu. Gian phòng bên trong. Mạc Nhàn đang bắt mạch cho Hoàng Giang Hồng. Một lúc sau, Mạc Nhàn mới buông tay ra, mấy ngày nay ông cảm thấy thân thể của mình thế nào. Vẫn không thấy chuyển biến gì, ta toàn thân đều không thể phát lực. Hoàng Giang Hồng thở dài, thật giống như bị chúng ta. Mạc Nhà trầm tư. Hoàng Giang Hồng tự rót một tách trà, lão Nhàn, không nghĩ tới, lần này ngay cả ông cũng không làm được gì. Tối nay tôi tính cho ông một quẻ. Mạc Nhàn nói, ông vừa đến 80 tuổi, tuy rằng gặp tai ương nguy hiểm, nhưng mà sẽ may mắn gặp được quý nhân. Quý nhân. Hoàng Giang Hồng khẽ giật. Mình. Ông cũng không hỏi nhiều. Có vài lời. Thầy tướng của kỳ môn sẽ chỉ buông nhẹ một câu như thế rồi thôi. Mạc Nhàn chống gậy đích thân tiễn Hoàng Giang Hồng ra khỏi cửa, do dự một lúc, ông nói, sau 7 ngày, sẽ có bước ngoặt. Thân thể Hoàng Giang Hồng không khỏi chấn động. Ông nghĩ về những gì Sở Trần đã nói với ông trong bữa tiệc tối nay. Thời gian 7 ngày, mỗi ngày 7 lượng rượu. Đều là 7 ngày. Hai cái này có liên quan với nhau không? Sau một lúc, Hoàng Giang Hồng gật đầu. Nhìn chằm chằm Mạc Nhàn, đi ra ngoài đại sảnh, dưới ánh đèn càng nhìn rõ mắt của Mạc Nhàn. Lão Nhàn, tôi đã nói với ông rất nhiều lần, con mắt của ông, mau mau đi kiểm tra đi, tỏi sẽ tìm cho ông bác sĩ chuyên khoa tốt nhất. Mạc Nhàn mỉm cười lắc đầu. Hoàng Giang Hồng ánh mắt nhìn về phía khác, Mạc Vô Ưu đang đọc sách, Hoàng Ngọc đang đứng bên cạnh cô. Vô Ưu, anh về trước đây, hôm khác hẹn em đi uống trà. Mạc Vô Ưu, ừm. Hoàng Ngọc. Hoàng Giang Hồng mỉm cười, Vô Ưu, rãnh rỗi hãy đến bồi Hoàng Gia Gia viết chữ nhé. Mạch Vô Ưu mỉm cười và nói với giọng ngọt ngào, vâng, Hoàng Gia Gia. Mạc Vô Ưu nhìn mấy người đi ra ngoài, cô đi tới, đỡ Mạc Nhà trở về, sao hôm nay Gia Gia lại tính quẻ rồi. Thân thể của người vốn đã không tốt, nhất là vào ban. Đêm, Mạc Nhàn ôi ôi cười lên tiếng. Vô Ưu, đêm nay Gia Gia cũng không có tính qua. Vậy người nói xem, bệnh tình của Hoàng Gia Gia như thế nào lại xoay chuyển trong vòng 7 ngày? Mạc Vô Ưu nói, không phải người nói, bệnh của Hoàng Gia Gia lần này rất khó giải quyết sao? Con cho rằng, Sở tiểu huynh đệ sẽ vô duyên vô cớ, để Hoàng Gia Gia của con uống rượu 7 ngày sao? Mạc Nhàn thần bí cười nói. Mạc Vô Ưu vẻ mặt không tin, ngay cả ông nội cũng không làm được gì, con không tin tên ngốc vô lễ kia có thể chữa khỏi bệnh cho Hoàng Gia Gia. Nhà họ Tống đêm khuya. Tống Nhan không hỏi về gói đồ lớn mà Sở Trần đã mua. Dù sao hôm nay, với những gì thể hiện, Sở Trần cũng đủ chấn động rồi, mặc kệ hắn làm như thế nào, Tống Nhan cũng sẽ không thấy kỳ quái. Còn có cái gì kỳ quái bằng việc một tên bị coi là đồ đần ở rể đột nhiên nhảy lên trở thành đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi của Thiên Thành. Cái tên, Sở Trần, giờ đây đã lan truyền rầm rộ trong toàn bộ các giới ở Thiên Thành.
Sau khi tắm xong, Tống Nhan mặc bộ đồ ngủ mềm mại, tóc còn ướt, trên người tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Cô liếc mắt nhìn cửa phòng đang đóng chặt Sở Trần, cô liền xoay người trở về phòng. Trong phòng của Sở Trần, hắn đang chế tác thất tinh phù, trước mặt có một vò rượu, Sở Trần tay cầm bút lông, điểm nhẹ chu sa vẽ hình 7 ngôi sao trên đáy bình rượu. Sở Trần không chỉ đơn giản dùng giấy vàng vẽ lá bùa, mà há đầm thất tinh phù bỏ vào trong vò rượu. Lấy rượu làm phù. Đối với Sở Trần mà nói, thất tinh phù không quá phức tạp, nguyên liệu đều đã chuẩn bị đầy. Đủ, trong vòng nửa canh giờ, Sở Trần đã hoàn thành thất tinh phù. Nếu thất tinh phù này không phá được cổ thuật, ta sẽ viết ngược hai chữ Sở Trần. Đôi mắt Sở Trần chợt quệt một tia tự tin sáng ngời. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Sở Trần bưng vò rượu này bước xuống lầu, chào buổi sáng, Tường tỷ. Tường tỷ khá linh hoạt, vội vàng. Nả nụ cười, chào buổi sáng, Tam cô gia. Hôm qua, vị Tam cô gia này đã nổi danh chấn động thiên thành, từ trên xuống dưới nhà họ Tống càng là lan truyền rộng rãi, giờ đây không ai dám khinh thường vị cô gia khờ khạo này. Sở Trần vốn dự định sẽ đi gõ cửa phòng Tống Thu, nhưng không ngờ rằng sáng sớm Tống Thu đã tập luyện trên Mai Hoa Thung rồi. Thái Thanh Thịnh Điển đều đã kết thúc, cậu làm sao còn khổ luyện vậy? Sở Trần cười nhìn Tống Thu trên Mai Hoa Thung. Tống Thu nhảy xuống, lau mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn Sở Trần không nói gì. Ý tứ rất rõ ràng, so sánh với Sở Trần, Tống Thu cảm thấy mình yếu đuối đến đáng thương. Cậu vốn là người say mê công phu quyền cước, hiện tại cậu thậm chí còn có động lực để tập luyện chăm chỉ hơn. Nhịp độ của cậu thật sự không tốt, trước tiên, cậu giúp anh. Mang vò rượu này đưa tới hoàng gia, trở về anh rể sẽ dạy cậu một bộ pháp. Sở Trần đưa vò rượu cho Tống Thu. Thật sao? Tống Thu hai mắt sáng lên, nhanh chóng nhận lấy rượu, anh rể, em đi nhanh sẽ trở lại. Tống Thu chạy nhanh như chớp ra nhà xe. Kìm hãm sự phấn khích bên trong nội tâm. Thực lực mà Sở Trần đã thể hiện trên lôi đài ngày hôm qua, có thể nói là trấn áp quần hùng. Tống Tha sớm đã có tâm tư, muốn học Sở Trần một ít thủ đoạn, nhưng thật không nghĩ đến, Sở Trần vậy mà trực tiếp nói ra. Xe lái ra ngoài. Nhớ kỹ, vò rượu này phải giao tận tay cho Hoàng lão gia tử. Sở Trần căn dặn. Anh dễ yên tâm đi. Tống Thu tự tin, em sẽ giao nó cho Hoàng lão gia tử. Chiếc xe lao nhanh ra như một mũi tên. Sở Trần lắc đầu cười, ngẩng đầu nhìn lên trên Mai Hoa Thung, có chút ngứa nghề liền nhảy lên. Cửu huyền môn là thiên hạ đệ nhất kỳ môn, cửu huyền chín mạch đều bao trùm tất cả. Trong lòng Sở Trần cũng có vài bộ pháp thích hợp để dạy cho Tống Thu. Hắn đã quan sát kỹ năng công phu quyền cước của Tống Thu, có khuynh hướng dương cương, bá đạo. Đáng tiếc, sức mạnh của bản thân Tống Thu lại không thể theo kịp. Sở Trần bước chân khẽ động. Liền như một trận cuồng phong, con kỳ lân bay lên trong gió. Kỳ lân bộ. Đột nhiên, toàn bộ Mai Hoa Thung dường như tràn ngập bóng dáng của Sở Trần. Một màn này tình cờ rơi vào mắt Tống Nhan đúng lúc cô dậy sớm đi về hướng này, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng trên Mai Hoa Thung lại có thể phô diễn một tốc độ đáng kinh ngạc như vậy. Sở Trần trên Mai Hoa Thung, nhất động nhất tĩnh, dường như đang toát lên phong thái của Bậc Tông. Sư, vì Tống Thu, Tống Nhan cũng đã từng gặp quán chủ của Tinh Anh Quyền Quán, nhưng mà từng cái giơ tay nhấc chân này mang loại cho người ta cảm giác mạnh mẽ mà cô không cảm nhận được ở quán chủ của Tinh Anh Quyền Quán. Chẳng trách ngay cả Hoàng Thế Hùng cũng bị anh ta đánh bại. Tối hôm qua Tống Nhan ngủ. Không ngon, sự lột xác của Sở Trần khiến cả thành phố chấn động, Tống Nhan chính là tâm điểm của trận phong ba này. Thật khó để cô ngay lập tức có thể tiếp nhận tất cả, người chồng khờ khạo đã ở bên cạnh cô suốt 5 năm qua, giờ đây trở thành người đàn ông vô song, gây ra sự chú ý của cả thành phố. Tống Nhan thậm chí còn cảm thấy đó như là một giấc mơ. Nhưng khi cô thức dậy và đi bộ dọc theo hồ Tống hôm nay, cô đã bắt gặp một cảnh tượng kinh. Ngạc như vậy. Vợ à, em dậy rồi à? Sở Trần tươi cười nhảy xuống, đi thôi, anh mời em chén trà. Dinh thự nhà họ Hoàng. Cách cửa chính không xa có một chiếc xe dừng lại. Tống Thiêu tràn đầy phấn khích, cậu mang theo vò rượu tiến vào bên trong. Phiền thông báo một tiếng, Sở Trần đưa rượu tới giao cho. Hoàng lão gia tử. Tống Thu nói trước cửa. Cậu biết rất rõ ràng,
Sở Trần tối hôm qua đã đưa ra tiểu yêu cầu trước mặt Hoàng lão gia tử, việc này khẳng định đã sớm truyền khắp nhà họ Hoàng. Bất quá, bây giờ trong tâm trí của Tống Thu tràn ngập những gì Sở Trần nói, anh ta muốn truyền thụ cho hắn bộ pháp trên Mai Hoa Thung. Trong trận đấu ngày hôm qua, Tống Thu đã tận mắt chứng kiến sức mạnh lợi hại của Sở Trần, càng thêm đoán được, bộ pháp công phu của Sở Trần, cùng sở học hắn học tại Tinh Anh Quyền Quán có nhiều chỗ khác biệt. Cậu nóng lòng muốn quay về học bộ pháp trên Mai Hoa Thung của Sở Trần. Rất nhanh, bảo vệ đi ra và đưa Tống Thu vào. Biệt thự nhà họ Hoàng rất lớn, xung quanh không có mấy biệt thự như nhà họ Tống, mà là một trang viên cổ điển điển hình, tuy rằng tối hôm qua Tống Thu đã đến nhưng chỉ vào một trong những khu vườn sau của biệt thự nhà họ Hoàng. Bảo vệ đưa Tống Thu lên một tầng của đại sảnh. Hoàng lão gia tử đâu? Tống Thu hỏi. Nhân viên bảo vệ mặt không chút cảm xúc, chờ một chút, lão gia tử đang họp. Tống Thu đi tới một bên ngồi xuống. Một giờ trôi qua. Đôi lông mày của Tống Thu không khỏi cau lại. Từ khi bảo vệ đưa anh đến đây, không thấy ai cả, một cốc nước cũng không có. Tống Thu lau mồ hôi lạnh, chẳng lẽ tối hôm qua lời anh rể nói đã xúc phạm đến nhà họ Hoàng. Tống Thu đứng dậy, bồn chồn đứng ngồi không yên. Hắn lấy điện thoại di động ra. Muốn gọi cho Sở Trần, nhưng vừa định gọi điện thoại, lại dừng lại. Chờ một chút đi. Tống Thu nghĩ đến, hắn đã tự tin cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước mặt Sở Trần. Giờ còn chưa gặp phải một điểm phiền phức, liền phải đi hướng anh rể báo cáo. Vì Hoàng lão gia tử đã đồng ý với anh rể trước mặt mọi người, ông ấy nhất định sẽ không thất hứa. Tống Thu chắc chắn về điều này. Có lẽ thế, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút khó chịu thôi. Tống Thu nhìn thời gian và lại ngồi xuống. Lại một giờ nữa trôi qua. Đã tới gần trưa. Ngay khi Tống Thu sắp không kìm được nữa thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tống Thu vô thức nâng vò rượu đứng lên. Tuy nhiên, không phải Hoàng Giang Hồng từ bên ngoài bước vào mà là Hoàng Ngọc, cháu trai đích tôn của nhà họ Hoàng. Cậu thực sự xứng đáng là thành viên của đội chiến thắng, cậu thực sự có tính kiên nhẫn. Hoàng Ngọc mỉm cười bước tới, đi thẳng đến chiếc ghế ở phía trước đại sảnh rồi ngồi xuống, cậu tên là gì? Hoàng thiếu gia, tôi là Tống Thu. Tống Thu trả lời, anh rể nhờ tôi. Mang rượu qua đưa cho Hoàng lão gia tử. Rượu của Sở Trần. Hoàng Ngọc ánh mắt nhìn sang, thấy tấm biển hiệu trên vò rượu, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Tôi còn nghĩ Sở Trần có thể nấu ra được một ít rượu ngon, ông tôi chưa bao giờ uống loại rượu kém cỏi như vậy. Tống Thu không trả lời lời của Hoàng Ngọc. Nhà họ Hoàng là gia tộc giàu có số một ở Thiền Thành, về thân phận của Hoàng Ngọc, hắn được mệnh danh là thiếu gia số một ở Thiền Thành. Tống Thu không dám phản bác. Lại lời nói của anh ta, cậu chỉ muốn giao rượu cho Hoàng lão gia tử càng sớm càng tốt, về việc Hoàng lão gia tử có uống hay không, cậu không thể làm chủ được. Tống Thu, cậu đem rượu mở ra, uống trước một hớp. Hoàng Ngọc chỉ nói, ông nội ta không thể uống rượu không rõ nguồn gốc, nhưng vì người đã hứa với Sở Trần, vậy cậu có thể uống một ngụm trước một hơi, sau để đó, ta sẽ đưa cho ông. Nội, Tống Thu cau mày, có rất nhiều cách để kiểm tra xem rượu có độc hay không, tôi còn phải lái xe nên không uống được. Ta nhìn ra là ngươi chột dạ đi. Hoàng Ngọc khóe miệng lạnh lẽo. Nếu bản thiếu cứ muốn người uống rượu thì sao? Tống Thu không khỏi lắc đầu một cái, thứ nhất, tôi phải lái xe, thứ hai, anh rể tôi nói rằng lượng rượu chỉ vừa đủ để Hoàng lão gia tử uống trong 7 ngày. Xin Hoàng thiếu gia thứ lỗi. Ngươi không nghe rõ ràng lời ta sao? Hoàng Ngọc thanh âm tăng lớn, nếu như ta nói, hôm nay ngươi nhất định phải uống. Tống Thu đưa tay nắm lấy vỏ rượu, do dự một hồi, Tống Thu hít sâu một hơi lắc đầu. Hoàng thiếu gia, thật sự không thể uống được. Lúc này, bên ngoài đại sảnh, vài tên bảo vệ bước vào. Tống Thu sắc mặt biến sắc, vô thức câu lùi lai một bước. Nếu ngươi không uống, chỉ có thể chứng minh rằng ngươi có tội, điều này nói lên rượu có gì đó không ổn. Hoàng Ngọc chậm rãi nói, vậy thì, cách duy nhất để xác minh là ta sẽ mời ngươi uống rượu. Vài tên bảo vệ hướng Tống Thu bước tới. Tống Thu khuôn mặt liền biến sắc. Lùi lại mấy bước, Hoàng thiếu gia, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói đã. Mời hắn uống rượu. Hoàng Ngọc phung tay lên, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, trước khi uống rượu, hãy dạy hắn một bài học, để hắn hiểu được cái đạo lý, nhà họ Tống không là gì trong mắt nhà họ Hoàng,
chẳng là cái thá gì. Mấy tên bảo vệ lao về phía Tống Thu như hổ vồ mồi. Tống Thu một tay bảo vệ vò rượu, thân hình né qua một bên, đột nhiên bước ra, một tên bảo vệ mất cảnh giác, liền bị cậu đạp vào bụng, lùi lại mấy bước. Thật không hổ danh người của đội vô địch Đoạt Thanh. Ánh mắt Hoàng Ngọc lóe lên tia thù địch, nhưng hôm nay, cho dù Sở Trờ có ở đây, hắn cũng phải nằm xuống. Vài tên bảo vệ dường như cũng bởi vì cú đá của Tống Thu, động tác của bọn chúng càng thêm hung hãn hơn. Bảo vệ của nhà họ Hoàng đều là những cao thủ hàng đầu trong giới, kinh nghiệm thực chiến của họ hơn hẳn Tống Thu. Tống Thu một cái lúc đầu còn có thể che chở vào rượu, nhưng rất nhanh liền bị đá bay, thân thể cũng hung ác ngã văng. Ra ngoài, hũ rượu bị một tên bảo vệ bắt được và giao lại cho Hoàng Ngọc. Những tên bảo vệ còn lại lần lượt lao lên, đấm đá, tấn công dày đặc trên người Tống Thu. Tống Thu không có cách nào phản kháng, cậu dùng hai tay che đầu, mặc cho quyền cước oanh kích trên người hắn. Tống Thu cũng rất kiên cường, không rên một tiếng, mở to mắt, giống như một con báo nhỏ bị thương, đôi mắt đỏ ngầu trào ra. Cuối cùng, hai bảo vệ túm lấy Tống Thu giữ cả hai tay sau lưng, quỳ xuống. Tống Thu đứng khó khăn, tuy nhiên, không chịu được đối phương hung hãn, một chân đá vào chỗ đầu gối. Tống Thu đầu gối nặng nề khuỵu xuống đất. Hoàng Ngọc đã đi đến trước mặt Tống Thu, mở rượu, cúi đầu nhìn Tống Thu, tao nói, hôm nay mày nhất định phải uống. Một bảo vệ cạy miệng Tống Thu. Hoàng Ngọc đổ rượu thẳng vào mặt Tống Thu. Không uống. Hoàng Ngọc chế nhạo, mày có tư cách gì trước mặt bản thiếu gia nói chữ không? Một vò rượu gần như được rót ra một nửa, bên ngoài liền có tiếng bước chân, Hoàng Ngọc dừng lại và nhìn lên. Hoàng Ngọc mỉm cười, hóa ra là Tú Tú. Hoàng Tú Tú bước vào, khi nhìn thấy cảnh này, lông mày không khỏi cau lại, Ngọc đại ca, có chuyện gì vậy? Không có gì. Hoàng Ngọc nhẹ nhàng nói, tiểu tử nhà họ Tống quá mức vô lễ, ca ca mời hắn uống rượu, dạy hắn về sau phải làm người thế nào, chỉ thế thôi. Lông mày của Hoàng Tú Tú nhíu lại, cô ta liếc nhìn Tống Thu, một lúc sau mới trầm giọng nói, dù sao thì cũng là lời ông nội đã hứa. Ngọc ca ca không nên quá làm khó nhà họ Tống, nếu như chuyện này tới tai ông nội. Em sợ, không tốt lắm. Đừng lo lắng, ông nội sẽ không biết đâu. Hoàng Ngọc ngồi xổm, nhẹ nhàng lắc lư mái tóc ướt đẫm rượu của Tống Thu. Tống Thu, cậu nên biết điều này, tôi muốn nhà họ Tống biến mất ở Thiền Thành cũng không quá khó, hôm nay cậu mang rượu qua, sau đó rời đi, không có chuyện gì xảy ra phải không? Tống Thu trợn to hai mắt. Trong lòng có hận ý vô hạn. Tuy nhiên, đồng thời, toàn thân cậu toát lên sự bất lực, tự nhiên trỗi dậy. Nhà họ Hoàng, gia đình giàu có số một ở Thiền Thành. Người trước mặt là cháu trai đích tôn nhà họ Hoàng. Cho dù hôm nay chịu bao nhiêu nhục nhã, hẳn cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nuốt vào trong bụng. Tống Thu cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội, ngay cả khóe miệng cũng có một vệt máu nhàn nhạt tràn ra. Cậu chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy. Cậu không biết là rượu hay là nước mắt trên khóe mắt, cắn chặt môi gật đầu, đúng vậy. Hoàng Ngọc bật cười, nếu làm chuyện này sớm hơn, có lẽ cậu đã tránh được nỗi đau này. Tuy nhiên, đó cũng là điều tốt để những người trẻ tuổi nhớ lâu hơn. Hoàng Ngọc cầm lấy rượu đi chờ vào, hắn ước lượng cân nặng của vò rượu, tự nhủ, Sở Trần thật là quá hẹp hòi đi, đã đồng ý để ông nội uống rượu 7 ngày liền, mỗi ngày 7 lạng, thế nhưng chỉ đủ có 3 ngày thôi. Hoàng Ngọc cũng không quay đầu lại, khoát khoát tay, tiễn khách. Hai tên bảo vệ lập tức buông tay, Tống Thu đột nhiên ngã quỵ xuống. Thấy vậy, sắc mặt Hoàng Tú Tú hơi thay đổi, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Cô biết rất rõ rằng với tính khí của Ngọc ca ca, hôm nay Tống Thu vẫn có thể bước ra ngoài đã là sự may mắn. Bởi vì chuyện liên quan đến ông nội, Ngọc ca ca mới kiềm chế bản thân một chút, nếu không... Cậu nhóc nhà họ Tống này hôm nay nhất định sẽ nằm xuống đưa đi bệnh viện. Tống Thu dừng một chút, sau đó chậm rãi đứng lên, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Một lúc sau, Tống Thu xoay người chậm rãi bước ra ngoài. Hoàng Ngọc cầm vò rượu đi đến phòng làm việc của Hoàng Giang Hồng, gõ cửa rồi bước vào. Hoàng Giang Hồng đang viết chữ. Hoàng Ngọc nhìn lên, ở một vị trí nổi bật trong thư phòng, chữ của Sở Trần đã được đóng khung treo lên. Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân gian một cơn say. Một tia đố kỵ lóe lên trong mắt Hoàng Ngọc.
ông nội chưa bao giờ đánh giá cao một người trẻ tuổi như vậy, kể cả anh ta, cháu trai cả của nhà họ Hoàng, cũng chưa bao giờ được ông nội khen ngợi. Làm sao Sở Trần có thể vượt lên trên tất cả những người trẻ tuổi ở Thiên Thành và trở thành tuổi trẻ đệ nhất nhân ở Thiên Thành? Ông ơi, rượu của Sở Trần đã đưa đến. Hoàng Ngọc nói. Hoàng Giang Hồng dừng lại, lập tức để bút trong tay xuống, đi tới, cầm bình rượu lên, cân rượu bên trong, hơi nhíu mày, cái này số lượng khác với Sở Trần nói. Ông nội, rượu này cũng thấp kém như vậy. Hoàng Ngọc khịt mũi, cháu thấy. Sở Trần đó, căn bản không thoải mái và hảo tâm chút nào. Hoàng Giang Hồng nhìn Hoàng Ngọc, Tiểu Ngọc, sao hôm nay cháu không đi làm ở công ty? Mỗi con cháu nhà họ Hoàng sau khi tốt nghiệp đều sẽ trải qua nhiều công ty khác nhau của gia tộc. Hoàng Ngọc cũng không ngoại lệ. Hoàng Ngọc ánh mắt xẹt qua trong tiềm thức, sau đó trầm giọng nói, cháu ở nhà còn có một văn kiện quan trọng, cháu vội vàng trở về lấy, chẳng qua là gặp phải rượu do Sở Trần gửi tới, liền lấy qua đưa nó cho ông nội. Ừm. Hoàng Giang Hồng gật đầu, cháu đi ra ngoài trước đi. Ông nội ơi, cháu nghĩ không cần phải uống loại rượu này. Hoàng Ngọc nhịn không được nói thêm một câu. Hoàng Giang Hồng xua tay. Hoàng Ngọc không dám nói thêm, xoay người bước ra khỏi phòng làm việc. Vào lúc giữa trưa, Hoàng Giang Hồng đang ngồi ở bàn ăn cùng ăn cơm con trai cả của ông, cha của Hoàng Ngọc, Hoàng Dương. Cô bảo mẫu mang đến một chén bảy lượng. Hoàng Giang Hồng mở bình rượu và rót đầy một ly rượu. Cha, cha uống thật sao? Hoàng Dương nhịn không được hỏi. Uống rượu 7 ngày sẽ không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, cha đã bỏ rượu một tháng, nhưng lại cảm thấy thân thể càng thêm biến chất. Hoàng Giang Hồng cầm ly rượu lên, còn nữa, rượu mà Sở Trần gửi tới chủ đủ lượng uống 3 ngày. Hoàng Dương không nói gì nữa. Ngược lại, Hoàng Giang Hồng có chút không kiên nhẫn, nhấp một ngụm rượu, lông mày vô ý thức nhíu lại. Đối với Hoàng Giang Hồng, người đã quen uống rượu ngon, vò rượu này quả thực là kém cỏi. Cha, có chuyện gì vậy? Hoàng Dương một mực quan sát thần thái thái của Hoàng Giang Hồng. Hoàng Giang Hồng cười và lắc đầu, không sao đâu. Ông nghĩ đến những gì Mạc Nhàn đã nói với ông tối hôm qua. Ông sẽ gặp được quý nhân, trong vòng 7 ngày, trên người ông bệnh sẽ xuất hiện chuyển biến. Hoàng Giang Hồng vô ý thức liền nghĩ về Sở Trần. Hiện tại xem ra chỉ là minh nhạy cảm. Tiểu Dương, 7 ngày này nếu có người tới tìm cha, con nên cố gắng thu xếp tốt. Hoàng Giang Hồng gắp đồ ăn nói. Hoàng Dương càng thêm choáng váng. Tuy nhiên, anh không hỏi. Lão gia tử làm những việc chưa? Bao giờ giải thích lý do cho bất cứ ai? Tuy rượu không thơm lắm nhưng đối với Hoàng Giang Hồng, người đã bỏ rượu một tháng. Đây cũng là món ngon nhất trên bàn. Bảy lượng rượu nhanh chóng được uống hết vào bụng, thời điểm Hoàng Giang Hồng đặt ly rượu xuống, liền cảm giác được một dòng nước ấm áp quỷ dị lướt qua cơ thể. Hoàng Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Giang Hồng, cha, hôm nay tâm trạng của cha. Rất tốt, con thấy khí sắc của cha đã tốt hơn trước rất nhiều. Ta cũng cảm giác, dường như khôi phục lại không ít khí lực. Hoàng Giang Hồng vừa nói xong. Đôi mắt không khỏi rơi vào chén rượu trống không trên bàn, con ngươi không khỏi trợn to mấy phần. Liệu ly rượu kém chất lượng này có thể thực sự chữa khỏi bệnh cho mình? Hoàng Giang Hồng có một cảm giác khó tin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.